Chương 1605, Hỗn Độn Hải. Đã đến giờ, Giang Dật mơ hồ nháy mắt, hắn không có cảm giác đi qua quá lâu a, Độc Linh đều trở về 12 ngày. Hắn lắc đầu, nhớ tới Độc Linh đằng sau câu nói kia tinh thần nhất chấn, gật đầu nói, người đi theo không tệ, có người tại ta có thể yên tâm rất nhiều. Nguyên bản Giang Dật căn bản là không có nghĩ tới Độc Linh, cho là hắn ra không được, hắn còn muốn lấy Tiểu Ưng Vương. Độc Linh ra kia là không còn gì tốt hơn, vị này chính là địa giới cấp cao nhất trinh sát, chiến lực rất không tệ, trung thành phương diện tuyệt đối không có vấn đề, hắn là phong vương cấp hạ lựa chọn tốt nhất. Đi, Giang Dật phung tay lên mang theo Độc Linh thẳng đến Hỏa Phượng Quân doanh. Kỳ Thanh Trần mặc một bộ màu trắng váy dài, trên vai đáp lấy một đầu tuyết trắng lông hổ cáo áo trấn thủ, sấn thác làn da càng thêm trắng nõn. Giang Dật, Kỳ Thanh Trần nhìn thấy hai người vào đây, trong tay một viên hạt châu màu xanh xuất hiện, phía trên quả nhiên quang mang lấp lánh không ngớt, mà lại bên trong thanh long một mực tại du tẩu không ngừng. Con rồng này hướng phương hướng nào du tẩu, Diệt Ma Cung ngay tại phương hướng nào, đương nhiên. Chúng ta cần đi trước Hỗn Độn Hải. Kỳ Thanh Trần chỉ vào bên trong long văn giải thích nói, dừng một chút, nàng dò hỏi, chúng ta làm sao đi Hỗn Độn Hải, theo địa sát giới đi vẫn là theo Thiên Hàn giới đi? Ách, Giang Dật đối với Hỗn Độn Hải hoàn toàn không biết gì cả, mơ hồ hỏi, cái này có khác nhau sao, chúng ta không thể trực tiếp theo đãng ma cốc đi sao? Kỳ Thanh Trần bay một cái liếc mắt, mị thái tự nhiên, nàng cười nói, Giang Dật, người địch nhân nhiều như vậy, người tựu không sợ có người bố cục giết người, chúng ta tự nhiên không thể theo đãng ma cốc đi. Hoặc là theo địa sát giới truyền tống, hoặc là theo Thiên Hàn giới truyền tống. Dạng này mới có thể giấu giếm tin tức, chúng ta rời đi lâu như vậy, khẳng định sẽ có người hoài nghi. Đã hiểu. Giang Dật nhẹ gật đầu, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái nói, vẫn là ngươi cân nhắc chu đáo, được rồi, vẫn là theo các ngươi Thiên Hàn giới đi thôi, đó là ngươi ra địa bàn, tin tức có thể càng thêm ẩn nấp một chút. Cũng tốt, Kỳ Thanh Trần bị Giang Dật khen một cái, trên mặt hiển hiện hai đóa hồng vân, nàng quát khẽ một tiếng, Kỳ Nguyệt Kỳ Hà, truyền lệnh xuống, ta cùng giám quân muốn về Thiên Hàn giới một chuyến. Chúng ta không có ở đây thời gian, Hỏa Phượng Quân tự do hoạt động, nghĩ nhận nhiệm vụ có thể liên hợp đi đón nhiệm vụ, muốn tu luyện nghỉ ngơi chính mình an bài, Kỳ Hà theo ta trở về, Kỳ Nguyệt tỏa trấn Hỏa Phượng Quân doanh. Kỳ Nguyệt Kỳ Hà truyền lệnh xuống tới, Hỏa Phượng Quân ngược lại là không có bất kỳ cái gì quá lớn phản ứng, theo bọn hắn nghĩ Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần quan hệ mập mờ không rõ, hai người cùng một chỗ trở về gặp gia trưởng, du ngoạn một phen, cái này cũng rất bình thường nha. Hai người mang theo Kỳ Nguyệt cùng Độc Linh tiến vào truyền tống trận, truyền tống đi Thiên Hàn giới. Tại hai người vừa mới truyền tống rời đi về sau, rất nhiều tòa thành bên trong từng cái trinh sát xuất hiện, lập tức đem tin tức truyền về Bạch Hà giới, Thiên Mạc giới, Hoàng Sư giới. Bạch Hà Vương, Thiên Mạc Vương, Hoàng Sư Vương bên kia bị tin tức, trước tiên hạ lệnh để Thiên Hàn thành nội trinh sát chú ý dò xét. Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần sau khi trở về, bái kiến Thiên Hàn quân chủ, nghe một phen dặn dò, hai người cùng Độc Linh đi một cái đại điện, truyền tống đi Hỗn Độn Hải. Quả nhiên đi Hỗn Độn Hải. Lần này truyền tống trận quang mang ròng rã sáng lên 10 cái canh giờ, truyền tống trận quang mang chiếu sáng cả tòa Thiên Hàn thành. Giống như truyền tống đi địa giới tuyệt đối sẽ không truyền tống lâu như vậy, ba nhà trinh sát lập tức kết luận Kỳ Thanh Trần cùng Giang Dật đi Hỗn Độn Hải. Truyền lệnh xuống, bắt đầu kế hoạch. Hoàng Sư Vương nhận được tin tức về sau, cười lạnh một tiếng hạ lệnh, đại điện bên trong một người áo đen chắp tay lĩnh mệnh, bắt đầu chấp hành trước kia tự chế định kế hoạch. Ông, Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần, Độc Linh ròng rã truyền tống 13 canh giờ. Ngoại trừ Kỳ Thanh Trần bên ngoài, Giang Dật cùng Độc Linh hai người đều có chút chóng mặt, trọn vẹn qua thời gian một nén nhang hai người mới thanh tỉnh lại. Hai người quét qua bốn phía lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bởi vì khắp nơi đều là xương trắng, dị thường nồng đậm, nhưng tầm nhìn bất quá ngàn trượng, tại hai người thần thức nhô ra về sau, lại phát hiện nơi này thần thức không thể dò xét. Bọn hắn tại một cái bạch ngọc quảng trường bên trên, trên quảng trường không có cái gì, chỉ có mấy trăm to lớn truyền tống trận, còn có 10 tên thủ hộ truyền tống trận lão giả. 10 người này lại có 3 người là phong vương cấp. Khác đừng nhiều lời, đừng hỏi nhiều, hết thảy nghe ta. Kỳ Thanh Trần thấp giọng cùng hai người dặn dò một tiếng, hướng kia 10 tên lão giả cung kính hành lễ, nói tham kiến chư vị đại nhân, chúng ta muốn đi Hỗn Độn Đảo, thỉnh cầu truyền tống thoáng cái. Cửu cái lão giả đều không có mở to mắt, chỉ có bên trái cái thứ nhất lão giả mở miệng nói, ngàn vạn thần nguyên. Giang Dật cùng Độc Linh đôi mắt co rụt lại, bất quá hai người không dám nói lung tung. Kỳ Thanh Trần không có nửa điểm ngoài ý muốn, lấy ra thần nguyên nộp đi lên, sau đó mang theo Giang Dật hai người tiến vào một cái trong truyền tống trận. Ông, truyền tống trận lần nữa sáng lên, lần này cũng không có truyền tống quá xa, vẻn vẹn truyền tống 3 canh giờ, ba người ra một cái cự đại thành trì bên trong. Cái này thành trì phi thường náo nhiệt, trên quảng trường khắp nơi đều là người, phong hào thần đế, phong hào chiến thần phi thường phổ biến, nơi này thực lực cấp thấp nhất đều là thần vương chiến vương, không nhìn thấy một cái thần tướng. Đi, Kỳ Thanh Trần ba người xuất hiện hấp dẫn một số người chú ý, chủ yếu là Kỳ Thanh Trần khí chất quá đặc biệt, bất quá trên mặt nàng giờ phút này xuất hiện lụa mỏng, ngoại nhân không nhìn thấy mặt, sở dĩ chỉ là hấp dẫn một chút ánh mắt ở trên người nàng lưu chuyển thôi. Chưa quen cuộc sống nơi đây, Giang Dật cùng Độc Linh đối với hỗn độn hải tình huống hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể đi theo Kỳ Thanh Trần một đường tiến lên. Ba người rất mau ra thành trì, vừa ra thành trì Kỳ Thanh Trần tự lấy ra một cỗ chiến xa, đối Giang Dật cùng Độc Linh nói ra, lên xe hàng nói. Ba người bay lên chiến xa bằng đồng thau, chiến xa hướng nơi xa gào thét mà đi, trong chiến xa rất rộng rãi, tùy ý có thể ngồi mười mấy người. Cái này chiến xa cùng thần châu đồng dạng có thể nhìn thấy bên ngoài, bất quá ra khỏi thành sau bên ngoài một mảnh trắng xóa, đều là nồng vụ, căn bản nhìn không thấy quá xa, thần thức cũng dò xét không được. Giang Dật, người biết vì sao hỗn độn hải rất khó truy sát a? Kỳ Thanh Trần nhìn qua dò xét bốn phía Giang Dật, cười cười nói ra, hỗn độn hải là phi thường kỳ diệu địa phương, nơi này tựa như một mảnh giống như hỗn độn, khắp nơi đều là nồng vụ. Liền xem như ta nhưng tầm nhìn bất quá 3000 trượng, thần thức cũng không thể dò xét. Giống như ở chỗ này ngươi thả ra tiềm ẩn thuật đào tẩu, ai có thể truy sát ngươi. Nơi tốt, Giang Dật cùng Độc Linh đôi mắt sáng lên, hai người tiềm ẩn thuật một khi phóng thích, trừ phi phong vương cấp cường giả dùng thần thức dò xét, nếu không căn bản không phát hiện được. Đã Kỳ Thanh Trần ở chỗ này thần thức đều không thể dò xét, như vậy một khi thả ra tiềm ẩn thuật, phong vương cấp cường giả cũng vô pháp truy sát hai người. Ông, Độc Linh trước tiên thả ra tiềm ẩn thuật, tại khắp nơi dạo qua một vòng về sau, hắn thân ảnh hiển hiện, chắp tay nói, thiếu chủ, hết thảy bình thường, thượng tướng quân mục đích của chúng ta là. Ta cũng không biết chỗ cần đến. Kỳ Thanh Trần lặng yên lấy ra Diệt Ma Châu, nhìn thoáng qua nói, một mực hướng phía trước mới bay là được, Độc Linh ngươi ở phía trước mặt dò xét tình huống, có người lập tức đưa tin, chúng ta đường vòng, tìm được trước tòa cung điện kia. Tuân mệnh, Độc Linh thân thể biến mất, Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần liếc nhau, trong hai người tâm đều đại định. Ở chỗ này có Độc Linh, kia là tuyệt đối an toàn, dù ai cũng không cách nào tới gần các nàng. Diệt Ma Cung, Giang Dật ánh mắt nhìn về phía phương xa, nội tâm đều là ước mơ, không biết vị này truyền kỳ đại đế cung điện rốt cuộc là tình hình gì. Còn có, Diệt Ma đại đế đến cùng phải hay không Hỏa Long Kiếm bên trong cái kia cường giả bí ẩn đâu. Chương 1606, Thiên Giới người tới. Hỗn độn hải là một cái rất thần kỳ địa phương, nơi này xen vào thiên giới cùng địa giới ở giữa, có thể nói một cái siêu cấp to lớn bí cảnh đi. Lúc đầu địa giới muốn đi thiên giới cần phi thăng, đạt tới phong vương cấp liền có thể phi thăng thiên giới. Bất quá thiên giới bị minh giới quy mô tiến công, tình huống càng thêm nghiêm trọng, sở dĩ tại mấy ngàn trước thiên giới đại năng tại hỗn độn hải kiến tạo rất nhiều cường đại truyền tống trận, để địa giới thần đế cấp cường giả có thể truyền tống đi hỗn độn hải, lại từ hỗn độn hải truyền tống đi thiên giới, dạng này cũng không cần phi thăng trực tiếp có thể đi thiên giới tham chiến. Hỗn độn hải khắp nơi đều là mê vụ, nơi này cũng không có siêu cấp đại lục, chỉ có nổi bồng bềnh giữa không trung từng cái hòn đảo, tựa như một mảnh hải, sở dĩ nơi này bị mệnh danh bị hỗn độn hải. Hỗn độn đảo cũng là một cái nổi bồng bềnh giữa không trung to lớn hòn đảo, loại này hòn đảo càng giống là một khối nổi bồng bềnh giữa không trung to lớn thạch đầu, cùng dung nham tử địa. Hỗn độn hải danh xưng 10 vạn tiên sơn thần phủ, kỳ thật cũng chính là 10 vạn tòa huyền không đảo tự thôi. Cái này 10 vạn hòn đảo đều bị 4 cái siêu cấp gia tộc khống chế nơi này 4 cái đại gia tộc và thiên giới hào môn đều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hỗn độn hải tứ đại gia tộc đều là bản thổ thần tộc, phi thăng giả căn bản là không có cách chỗ dựa, tứ đại gia tộc phi thường bài xích địa giới tới cường giả, coi như người mạnh hơn cũng vô pháp gia nhập bọn hắn gia tộc. Tại hỗn độn hải phi thường tự do, chỉ cần ngươi không trong thành nháo sự, bất kỳ cái gì sự tình đều không có. Người muốn đi đâu thì đi đó, không ai quản ngươi. Đương nhiên, chủ yếu là hỗn độn hải bảo địa phúc địa đều bị tứ đại gia tộc khống chế, ngươi không đoạt bọn hắn tài nguyên, không đoạt bọn hắn đồ vật, không trêu chọc bọn hắn khẳng định lười nhắc quản ngươi. Sở dĩ, địa giới người cường giả cơ bản không đến hỗn độn hải, bởi vì ở chỗ này không vớt được chỗ tốt gì. Tại địa giới còn có thể tranh bá đánh xuống một cái giới diện làm bá chủ, đi thiên giới có thể cùng minh tộc chiến đấu tích lũy chiến công từng bước một, tranh bá phủ vực. Tại hỗn độn hải ngươi trừ phi có hủy diệt tứ đại siêu cấp gia tộc năng lực, nếu không ngươi căn bản không vớt được chỗ tốt gì, liền thành nhỏ trước thành chủ cũng không có tư cách thượng vị. Cái này hỗn độn hải tứ đại gia tộc ngược lại là thông minh a. Nghe xong Kỳ Thanh Trần đối với hỗn độn hải giới thiệu, Giang Dật âm thầm gật đầu, tứ đại gia tộc liên thủ bài ngoại, một phần địa bàn không cho, dạng này có thể một mực bảo trì bọn hắn bá chủ địa vị. Nếu không địa giới không ngừng có cường giả truyền tống đi lên, từng cái từng bước xâm chiếm đoạt địa bàn. Hoặc là ly gián tứ đại gia tộc dẫn phát trong bọn họ chiến, không ra mấy chục năm, Hỗn Độn Hải khẳng định đại loạn, địa bàn của bọn hắn liền sẽ bị phân quang. Đúng vậy a, Kỳ Thanh Trần gật đầu nói ra, đã từng địa giới có rất nhiều cường giả nghĩ đến nơi này phân ta địa bàn, cuối cùng đều bị tứ đại gia tộc liên thủ trấn áp. Thị Huyết Vương cùng Tiêu Giao Vương ngươi nghe nói qua chứ, hai người cũng đã tới nơi này, cuối cùng lại kém chút bị đánh chết. Thị Huyết Vương nghĩ đầu nhập vào một cái siêu cấp gia tộc, cái kia gia tộc căn bản không để ý tới, phong vương cấp cường giả cho bọn hắn ra canh cổng đều không cần. Giang Dật khoát tay áo nói, mặc kệ bọn hắn, dù sao chúng ta lại không tại bọn hắn địa bàn nháo sự, chúng ta tìm tới Diệt Ma Cung tầm bảo xong lập tức trở về địa giới. Là đâu? Kỳ Thanh Trần nhận đồng nhẹ gật đầu, nàng truyền tống đến Hỗn Độn Đảo lập tức ra khỏi thành, liền là không muốn dẫn xuất bất cứ chuyện gì. Hai người bằng vào Diệt Ma Châu dẫn đạo tìm tới Diệt Ma Cung, tầm bảo kết thúc hồi trở lại địa giới là đủ. Hưu, chiến xa tốc độ coi như không tệ, nhưng so sánh phong hào chiến thần. Hỗn Độn Hải rất lớn, nhưng còn có bán nguyệt thời gian, hai người cũng không còn như tìm không thấy Diệt Ma Cung. Tại Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần truyền tống đi Hỗn Độn Hải sau 10 cái canh giờ, đãng ma cốc một cái cự đại truyền tống trận phát sáng lên, đem toàn bộ người đều cho kinh động đến. Bởi vì cái này truyền tống trận đã thật lâu không có động tính, cái truyền tống trận này bình thường cơ bản không sử dụng, càng sẽ không thường xuyên có người truyền tống tới, bởi vì truyền tống trận này liên tiếp chính là Hỗn Độn Hải. Bình thường tình huống, các giới cường giả theo thiên giới cùng Hỗn Độn Hải trở về sẽ trực tiếp truyền tống về thế giới của mình, rất ít truyền tống đến đãng ma cốc. Cái này chỉ có một lời giải thích, truyền tống người tới là người của thiên giới. Quả nhiên, tại truyền tống trận sáng lên sau 10 canh giờ, mấy đạo nhân ảnh ra trong truyền tống trận. Mấy người kia toàn bộ đều là phong hào thần đế, người mặc chiến thần các chiến giáp, thần thái có chút xả cao khí ngang, nhìn về phía ánh mắt của mọi người đều là cư cao lâm hạ nhìn xuống. Tham kiến các vị đại nhân, truyền tống trận thống lĩnh liền vội vàng hành lễ, mấy vị này không cần đoán tuyệt đối là thiên giới đại gia tộc người. Ở giữa một lão giả lãnh mâu quét qua quát khẽ nói, tại hạ Hàn Cát, là Hàn gia trưởng lão, dẫn ta đi gặp các ngươi thống soái. Người của Hàn gia, thống lĩnh sắc mặt càng thêm cung kính mấy phần, Hàn gia tại thiên giới rất nổi danh, nhà bọn hắn tộc trưởng là Thanh Đế thủ hạ một tên thượng tướng quân, quyền thế ngập trời. Thống lĩnh mang theo Hàn Cát bọn người tiến vào thống soái lâu đài, trong quảng trường lập tức náo nhiệt lên. Thiên giới bình thường sẽ không người tới, mỗi lần tới người đều có đại sự, chẳng lẽ có đại sự phát sinh. Tại mấy canh giờ sau, từng đạo tin tức truyền ra, làm cho cả đãng ma quân doanh cùng địa giới đều một mảnh xôn xao. Người của Hàn gia để Ô Thiên Vương cùng Long Thiên Vương thay buông lời, bọn hắn đến địa giới là muốn tìm một kiện đồ vật, một viên hạt châu màu xanh, phía trên có long văn, giống như ai có thể tìm tới hạt châu này, bọn hắn ra hai kiện nguyên thủy linh bảo đổi thành, trong đó một kiện là công kích hình chiến đao. Đồng thời về sau đi thiên giới còn có thể trực tiếp gia nhập Hàn gia. Tin tức truyền ra, địa giới vạn giới đều sôi trào. Rất nhiều người cũng không biết Diệt Ma Châu tồn tại, liều mạng tìm kiếm khắp nơi hạt châu màu xanh, rất nhiều liên quan tới hạt châu này hình ảnh thông qua Diệt Ma các chiến thần các cấp cho ra. Những người kia cầm đồ tìm kiếm khắp nơi hạt châu, vẻn vẹn 10 cái canh giờ, tự có mấy trăm hạt châu nộp lên, nhưng không có một viên là hàng nguyên đai nguyên kiện. Rất nhiều đại gia tộc cũng xuất động, phái người tìm kiếm hạt châu này. Đại gia tộc đều nghe nói qua Diệt Ma Châu, đương nhiên bọn hắn sẽ không đần độn khắp thế giới đi nói. Hạt châu này tìm được có thể chính mình đi Diệt Ma Cung, cũng có thể đi bán cho Hàn gia, hai kiện nguyên thủy linh bảo a. Vạn giới náo lật trời, rất nhiều cường giả còn đi các đại bí cảnh tìm kiếm, toàn bộ địa giới đều vì hai kiện nguyên thủy linh bảo điên cuồng. Còn có rất nhiều nơi phát sinh chiến đấu, chết đi không ít người, chỉ vì có người tìm được một viên hạt châu, tựa hồ rất giống Hàn gia muốn hạt châu. Lục Ưng Vương bế quan, không hỏi thế sự, Mỹ Ảnh Vương, Thiên Hàn Vương, Địa Sát Vương bọn người lại cảm thấy không được bình thường. Nhất là Thiên Hàn Vương biết rõ Diệt Ma Châu tồn tại, càng là kinh nghi bất định. Hàn gia làm sao biết địa giới có Diệt Ma Châu, chẳng lẽ nhà bọn hắn có người có được đại thần thông cảm ứng được, có một viên Diệt Ma Châu bay vụt tới địa giới. Coi như nhà bọn hắn biết rõ, nhưng làm sao có thể như thế quang minh chính đại tìm kiếm, đây không phải nói cho địa giới đại gia tộc có một viên Diệt Ma Châu ra địa giới sao, đại gia tộc chân chính tìm được, làm sao có thể bán cho nhà bọn hắn. Không bao giờ, Thiên Hàn quân chủ cũng không có liên tưởng quá xa. Chẳng qua là cảm thấy kinh nghi. Hắn phát động Thiên Hàn giới người đi giả bộ tìm, yểm hộ Diệt Ma Châu tại Giang Dật, Kỳ Thanh Trần trong tay sự thật, đồng thời để cho người ta giả mạo hai người, thỉnh thoảng Thiên Hàn thành nội đi một vòng. Cuộc nháo kịch này, tại dòng dã qua một ngày sau mới kết thúc. Một cái tin tức ngầm lặng yên lưu truyền tới, có người nhìn thấy Giang Dật đạt được viên kia hạt châu, mà lại Giang Dật còn cầm viên kia hạt châu cùng Kỳ Thanh Trần, Độc Linh ba người đi Hỗn Độn Hải, viên kia châu tử không là khác, chính là Diệt Ma Châu. Tin tức vẻn vẹn mấy canh giờ tự truyền khắp toàn bộ địa giới, căn bản khống chế không nổi, Thiên Hàn Vương, Mỹ Ảnh Vương, Địa Sát Vương bọn người biết được đằng sau xác dây lát biến, ba người triệt để phát hiện việc này không được bình thường. Người của Hàn gia hạ giới tìm Diệt Ma Châu rõ ràng là ngụy trang, mục đích đúng là để Giang Dật, Kỳ Thanh Trần đi Diệt Ma Cung tầm bảo sự tình, huyên náo thiên hạ đều biết. Chương 1607, dương mưu. Đây là một cái dương mưu, Bạch Hà Vương hẳn là nghĩ không ra dạng này mưu kế, đến cùng là ai tại phía sau màn đẩy tay Diệt Ma Châu, việc này như thế ẩn nấp, bọn hắn là thế nào biết đến. Thiên Hàn Quân Chủ tại Thiên Hàn trong điện đi qua đi lại, rất nhiều nghi vấn đều không nghĩ ra. Bất quá có thể xác định việc này tuyệt đối có phía sau màn đẩy tay, nếu không tin tức sẽ không ở ngắn như vậy thời gian truyền khắp vạn giới, căn bản không có thời gian đi phong tỏa cùng khống chế. Xuất ra hai kiện nguyên thủy linh bảo, hấp dẫn vạn giới con dân lực chú ý, sau đó ném ra ngoài dạng này một tin tức, việc này khẳng định truyền đi cực nhanh, ai cũng phong tỏa không được. Vấn đề mấu chốt Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần đều biến mất, cũng không có tại đãng ma cốc bên trong, việc này tiểu căn bản giải thích không rõ. Trừ phi để cho hai người trở lại đãng ma cốc đi, nhưng hai người đi đã lâu như vậy, coi như Thiên Hàn Quân Chủ đuổi theo đều truy không trở lại. Coi như Thiên Hàn Quân Chủ, Mỹ Ảnh Vương, Địa Sát Vương muốn đi giúp hai người cũng không có biện pháp, nghĩ tại mênh mông hỗn độn hải tìm hai người là căn bản không thể nào. Dù cho Mỹ Ảnh Vương đem Mỹ Ảnh tộc cường giả đều phái đi ra, thời gian ngắn khẳng định cũng tìm không thấy hai người. Việc này hẳn là Hoàng Sư Vương cùng Bạch Hà Vương, Thiên Mạc Vương liên thủ làm. Muốn Hàn gia xuất động, chỉ có Bạch Hà Vương động dùng thiên giới quan hệ. Bạch Hà Vương cũng không am hiểu mưu kế, Hoàng Sư Vương là có tiếng âm độc, gần nhất ba người thường xuyên đi lại, Thiên Hàn Quân Chủ thoáng cái tự đoán được. Chỉ là, coi như đoán được lại như thế nào, bọn hắn đây là đường đường chính chính dương mưu, căn bản bắt không được nửa điểm chứng cứ cùng tay cầm. Bọn hắn cũng cái gì cũng không làm, khắp nơi đều là tin tức ngầm, ai có thể chứng minh là bọn hắn thả ra. Hạt châu kia chẳng lẽ là ba người cố ý đưa cho Giang Dật cùng Thanh Trần. Thiên Hàn Quân Chủ nghĩ đến một cái có thể, nhưng việc này hắn là vô năng bất lực. Đi hỗn độn hải tìm hai người quá khó khăn, hắn chỉ có thể trông cậy vào lần này hai người bình an vô sự. Đã Hàn gia đều có thể hạ giới, như vậy địa giới đệ nhất thiên tài Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần đi Diệt Ma Cung đoạt bảo tin tức này, khẳng định truyền khắp thiên giới công tử nhà giàu tiểu thư trong tai, xung đột không thể tránh né, tự xem Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần phải chăng biết tiến thối. Cũng may Kỳ Thanh Trần cái này nhân tính cách tương đối ổn, Giang Dật tựa hồ rất nghe Kỳ Thanh Trần. Nghĩ tới đây, Thiên Hàn Quân Chủ lại có chút an lòng. Người trẻ tuổi cũng nên ra ngoài sông sáo một phen, Kỳ Thanh Trần cũng cần lịch luyện, Thiên Hàn Quân Chủ chỉ có dạng này an ủi mình. Người của Hàn gia đợi một ngày rưỡi, truyền tống về thiên giới. Địa giới không còn dày vò, bất quá Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần đi Diệt Ma Cung đoạt bảo tin tức này trở thành địa giới gần nhất điểm nóng, khắp nơi đều đang nghị luận hai người. Lần này là không hội thiên giới công tử nhà giàu phát sinh xung đột, hai người có thể hay không chết tại hỗn độn hải, có thể hay không đạt được trọng bảo. Từ đầu đến cuối đều không ai đi liên tưởng, người của Hàn gia hạ giới chân chính dụng ý. Hoặc là có người cũng không có hướng phương diện kia liên tưởng, bọn hắn không cho rằng Hoàng Sư Vương ba người sẽ như thế phát rồ, sẽ đem tin tức tiết lộ cho minh giới. Hoàng Sư Vương đám người cũng không biết Diệt Ma Cung xuất hiện thời gian chính xác cùng địa điểm. Minh giới coi như biết rõ thì đã có sao bọn hắn dám phái binh vòng qua thiên giới đại quân, tiến vào hỗn độn hải. Coi như minh giới phái ra tinh nhuệ chui vào hỗn độn hải, chỉ cần không biết Diệt Ma Các xuất hiện thời gian chính xác cùng địa điểm. Minh giới đại quân chỉ có thể cùng con ruồi không đầu, tại trong biển hỗn độn loạn chuyển, cuối cùng bị hỗn độn hải tứ đại gia tộc liên thủ trấn áp hủy diệt. Trong biển hỗn độn một cỗ chiến xa nhanh chóng phi hành, Độc Linh thân ảnh đột nhiên tại chiến xa bên ngoài thoáng hiện, hắn trong con người đều là kinh nghi. Chắp tay bẩm báo nói, thiếu chủ, thượng tướng quân, tình huống có chút không đúng a. Chiến xa đã phi hành một ngày rưỡi thời gian, một mực bình an vô sự. Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần tại chiến xa bên trong an tọa nhắm mắt tu luyện, nghe được Độc Linh thanh âm hai người đều mở to mắt, Giang Dật lãnh mâu quét qua hỏi cái gì không đúng. Độc Linh bẩm báo nói, theo 3 canh giờ trước bốn xung quanh trinh sát nhiều rất nhiều, ta đều tao ngộ mười mấy tốp, bất quá đều bị ta dẫn ra đi. Trinh sát, Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần liếc nhau. Có chút mơ hồ nói ra, phụ cận nhưng có hòn đảo a, có phải hay không tứ đại gia tộc trinh sát? Cũng không có hòn đảo. Độc Linh nói rất khẳng định đạo, sau đó lắc đầu nói, còn như có phải hay không tứ đại gia tộc trinh sát? Ta không biết tứ đại gia tộc người. Tiếp tục dò xét, Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần nghĩ đến một trận, không nghĩ ra, Kỳ Thanh Trần khua tay nói, khác đừng dẫn ra những cái kia trinh sát, có người ngươi thông qua Ngọc Phù đưa tin cho ta, cải biến phương hướng tránh đi là được, tuyệt đối đừng xung đột. Rõ. Độc Linh chắp tay tiềm hành rời đi, nơi này là địa bàn của người ta, Độc Linh tự nhiên không dám làm loạn. Nếu không dẫn tới 4 gia tộc liên thủ truy sát, ba người đều không xác định có thể trở về địa giới. Kỳ Thanh Trần không dám bế quan, Giang Dật chỉ là tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, một bên tu luyện thiên lực, một bên dò xét phụ cận tình huống. Độc Linh tốc độ so chiến xa nhanh hơn, hắn tại phía trước dò xét, thông qua đặc thù đưa tin ngọc phù không ngừng truyền âm cho Kỳ Thanh Trần. Cái sau khống chế chiến xa chuyển hướng, dạng này căn bản không cần kinh động phía trước trinh sát, lặng yên vô tức đi vòng. Nhiều như vậy trinh sát không bình thường a. Đi lại hơn 3 canh giờ, Kỳ Thanh Trần tự cải biến vài chục lần phương hướng, Giang Dật mở to mắt, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Sự tình ra khác thường tất có yêu, trước kia bọn hắn phi hành một ngày rưỡi thời gian, ở bên ngoài cũng không có tao ngộ bất luận cái gì trinh sát. Thoáng cái nhiều hơn, hoặc là hỗn độn hải có đại sự xảy ra, hoặc là những này trinh sát liền là tìm đến các nàng. Giang Dật, đừng lo lắng, Diệt Ma Châu sự tình chỉ có phụ vương biết rõ, hẳn không phải là nhằm vào chúng ta. Kỳ Thanh Trần an ủi Giang Dật đạo, có lẽ cũng là đang an ủi chính mình. Giang Dật nghĩ có chút giải sầu, bọn hắn căn bản không có tại hỗn độn đảo dừng lại, không có tiến vào bất luận cái gì hòn đảo, một mực tại không trung phi hành, hỗn độn hải đều không ai biết rõ các nàng, cũng không biết các nàng, như thế nào lại nhằm vào chúng ta còn ra động nhiều như vậy trinh sát. Vù vù, sau nửa canh giờ, Độc Linh đột nhiên phi thân trở về, đầy mắt ngưng trọng nói ra, phía trước không qua được, bên kia có một mảnh lơ lửng đảo, trinh sát rất nhiều, chỉ có thể đường vòng. Một mảnh lơ lửng đảo, chẳng lẽ là đến Loạn Tinh Quần Đảo phụ cận. Kỳ Thanh Trần lấy ra một tấm địa đồ liếc mấy cái, rất xác định nói ra, đích thật là Loạn Tinh Quần Đảo phụ cận, đường vòng cái này Loạn Tinh Quần Đảo phạm vi bao phủ phi thường lớn a, Diệt Ma Châu chỉ hướng phương hướng lại tại quần đảo bên trong, giống như Diệt Ma Các ngay tại quần đảo ở giữa nào đó một nơi đâu. Giang Dật lông mày nhíu lên, nghĩ hắn cắn răng nói ra, nếu không, Thanh Trần ngươi vào của ta không gian thần khí bên trong, ta cùng Độc Linh tiềm hành đi vào, hai người chúng ta tiềm hành, cấp thấp trinh sát không phát hiện được. Tốt, Kỳ Thanh Trần trầm ngâm một lát, gật đầu dặn dò, bất quá, Giang Dật ngươi nhất định phải cam đoan không thể cùng trong biển hỗn độn bất luận kẻ nào phát sinh xung đột. Coi như người khác khi dễ ngươi cũng phải nhịn, việc này không giống Tiểu Khả, không phải vạn bất đắc dĩ không thể lái chiến. Được, ta nghe ngươi. Giang Dật tiếp nhận Kỳ Thanh Trần đưa tới Diệt Ma Châu, đem Kỳ Thanh Trần thu nhập không gian thần khí bên trong, lại đem chiến xa thu hồi, lúc này mới thân thể lóe lên thả ra tiềm ẩn thuật, cùng Độc Linh vung tay lên nói, đi. Độc Linh con ngươi lấp lóe vài vòng, mặc dù nội tâm có chút dự cảm không tốt, nhưng hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có trước xông vào một lần lại nói. Thân thể hai người ẩn vào giữa không trung, hóa thành một đạo thanh phong biến mất tại nồng đậm trong sương mù khói trắng. Chương 1608, trò hay mở màn. Trinh sát tăng nhiều, kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn là nhằm vào Giang Dật các nàng. Diệt Ma Châu có 27 mai, những này hạt châu đại bộ phận biết bay nhập thiên giới nhân tộc vị diện, một số nhỏ biết bay nhập hỗn độn hải, ngẫu nhiên có một hai cái bay đi địa giới. Những này hạt châu mỗi lần xuất hiện đều sẽ gây nên một mảnh bạo động, sẽ khiến tranh đoạt, cuối cùng đại bộ phận hạt châu hội rơi vào đại gia tộc trong tay. Đã những cái kia đại gia tộc công tử tiểu thư trong tay có hạt châu, tự nhiên sẽ biết rõ Diệt Ma Cung xuất hiện phương vị, các nàng thường thường hội sớm đến, sau đó chặn đường còn lại cầm Diệt Ma Châu người. Giống như Diệt Ma Châu đều là đại gia tộc công tử tiểu thư cầm, kia mọi người cùng nhau đi vào đoạt bảo, mỗi người dựa vào thủ đoạn. Nếu như là tiểu nhân vật kia rất xin lỗi, người căn bản không có tư cách đi vào, Diệt Ma Châu sẽ bị cướp đoạt. Thức thời sẽ còn lưu ngươi một cái mạng, không thức thời tiễn ngươi về Tây Thiên. Một viên hạt châu có thể vào 3 người, lấy thêm đến một viên hạt châu liền có thể mang nhiều 3 người đi vào, cũng sẽ thiếu một phân cạnh tranh. Trước kia rất nhiều lần đoạt bảo đều là như thế, một số người lấy được Diệt Ma Châu cuối cùng căn bản không có tư cách đi vào, sẽ còn bởi vậy mất mạng. Thật đúng là cho Kỳ Thanh Trần nói chúng, lần này Diệt Ma Châu dẫn đạo phương hướng tự Loạn Tinh Quần Đảo ở giữa, giờ phút này Loạn Tinh Quần Đảo bên trong quần hùng tụ tập, khắp nơi đều là trinh sát, chính là vì chặn đường cầm Diệt Ma Châu người. Thật nhiều người, Giang Dật cùng Độc Linh một đường tiềm hành, không ngừng phát hiện có trinh sát cùng tuần tra vệ đội. Bất quá những người này thực lực không cao, cao nhất chỉ là thần đế, những người này căn bản không phát hiện được Giang Dật cùng Độc Linh, hai người nhẹ nhõm hướng phía trước tiềm hành. Hai người trên đường thấy được rất nhiều lơ lửng đảo nhỏ tự, bất quá nơi này hòn đảo quá nhỏ, một cái hòn đảo phương viên chỉ có ngàn dặm, thường thường bên trong chỉ có một thành trì. Bất quá mỗi một cái thành trì bên ngoài đều có vòng bảo hộ, người bên trong thành rõ ràng nhiều rất nhiều. Giang Dật cùng Độc Linh không dám vào thành, cũng không muốn vào thành, tìm không ai địa phương lấy ra Diệt Ma Châu, xác nhận một chút phương hướng tiếp tục tiềm hành. Đi lại 2-3 canh giờ, tao ngộ mấy vạn trinh sát cùng tuần tra vệ đội đều bình an vô sự, Giang Dật cùng Độc Linh đều thở dài một hơi. Xem ra hai người tiềm hành rất an toàn, không ai có thể tra xét được hai người. sau nửa canh giờ, rốt cục xảy ra chuyện. Tại Giang Dật tìm cái không ai địa phương, lấy ra Diệt Ma Châu cảm ứng lúc, hắn đột nhiên phát hiện Diệt Ma Châu quang mang không còn là một mực lóe lên, mà là lóe lên lóe lên. Tại hắn cảm thấy lẫn lộn lúc, nơi xa vang lên từng đạo tiếng xé gió, mấy hơi thời gian sau bên kia xuất hiện mấy trăm thân ảnh. Kia vài trăm người đồng phục chính là Phong Hào Thần Đế, ở giữa một cái áo bào màu vàng tiểu thư trong tay cầm một viên quang mang lấp lánh hạt châu, lại cũng là Diệt Ma Châu. Không tốt, Diệt Ma Châu tới gần lẫn nhau lại có cảm ứng. Giang Dật đột nhiên bừng tỉnh, trước tiên thu hồi hạt châu cùng Độc Linh hai người tiềm hành mà đi. Bởi vì bốn phía đều là nồng vụ, sở dĩ nhìn hai người đầu tiên là chui vào trong sương mù dày đặc trốn. Truy, một đạo nũng nịu giọng nữ vang lên, mấy trăm người lập tức thành hình quạt bay vụt mà đến, đuổi sát Giang Dật hai người mà đi. Nhưng Giang Dật cùng Độc Linh là tiềm hành ẩn thân, đám này Phong Hào Thần Đế cũng không thể thoải mái thần thức dò xét, sở dĩ hướng phía trước truy lùng trăm dặm, không có bất kỳ phát hiện nào. Mỗi người đưa tin truyền về, mặc váy vàng tiểu thư gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức một mảnh hàn ý, khẽ kêu nói, truyền lệnh để nến thúc đem phương viên 10 vạn lý đều phong tỏa, cái này Diệt Ma Châu nhất định muốn đem tới tay. Từng đạo đưa tin truyền ra, phụ cận vô số hòn đảo bên trên từng bầy cường giả bắn ra, tạo thành một cái cự đại vòng vây. Cái này vòng vây cũng không có thu nhỏ, mà là bao bọc vây quanh, cách mỗi 200 trượng tự có một người đứng thẳng, một cái phong vương cấp cường giả mang theo mấy trăm cường giả, bắt đầu ở trong vòng vây cẩn thận điều tra, bảo đảm Giang Dật hai người không thể trốn đi đâu được. Làm sao bây giờ, thiếu chủ? Giang Dật cùng Độc Linh ở giữa không trung đứng thẳng, hai người thân hình đều là trong suốt, bất quá hai người lẫn nhau đều có thể cảm ứng đối phương. Độc Linh nhìn qua phía trước sừng sững tại hư không nhắm mắt cảm ứng mấy cường giả sắc mặt có chút khó coi. Thả ra tiềm ẩn thuật vô thanh vô tức, nhưng người phía trước nhiều lắm, cách mỗi 200 trượng tự có sừng sững, nếu như muốn chạy ra vòng vây, chỉ có theo giữa hai người đâm qua, khoảng cách gần như vậy ai cũng không thể cam đoan đối phương có thể cảm ứng được. Tiểu thư kia hẳn là tứ đại gia tộc người, nếu không có khả năng triệu tập nhiều người như vậy. Giang Dật bờ môi khẽ động, phát ra một đạo con muỗi thanh âm, hắn hướng phía trước nhìn vài lần, xuyên thấu qua nồng đậm nhìn qua như ẩn như hiện mấy cái võ giả, cắn răng nói ra, trực tiếp đâm xuyên đi qua, coi như bị phát hiện, chúng ta ra vòng vây bọn hắn làm sao đuổi giết chúng ta. Tốt, thiếu chủ đi trước, ta đoạn hậu. Độc Linh bờ môi khẽ động, Giang Dật lặng yên vô tức hướng phía trước tiềm hành mà ra. Ngừng thở không có phát ra bất kỳ thanh âm, tại khoảng cách vòng vây lúc tốc độ của hắn trở nên chậm, theo giữa hai người chậm rãi đâm qua. An toàn, Giang Dật xuyên qua hai người về sau, thở dài một hơi, hai người bên cạnh căn bản không cảm ứng được. Hắn hướng Độc Linh nhìn một cái sau theo sau, đồng dạng nhẹ nhõm đâm xuyên tới. Ngao, nhưng mà, đúng lúc này, nơi xa truyền đến một đạo chấn thiên bạo tiếng giống, một cỗ cường đại thú uy bao phủ khắp nơi. Thanh âm kia quá lớn, chấn động đến Giang Dật cùng Độc Linh thiên lực có chút nhiễu loạn, tiềm ẩn thân thể thoáng cái hiển lộ ra. Ngao, nơi xa một cái to lớn cự thú gào thét mà đến, bất quá cảm ứng được Giang Dật bọn người hậu phương hướng chuyển biến, lướt qua một đạo đường cong tiếp tục hướng phía trước mới bay đi. Nhìn thoáng qua bên trong, Giang Dật cùng Độc Linh mơ hồ nhìn thấy một cái màu đen hỗn độn thú. Kia cự thú hẳn là hồng mông cấp, cự thú đỉnh đầu đứng đấy một thiếu niên, cự thú bên người còn có hơn 10 người cường giả đi theo. Rõ ràng là đại gia tộc thiếu gia, hẳn là chỉ là đi ngang qua thôi. Không tốt, trốn, hai người không có thời gian đi quản ngồi hồng mông cấp hỗn độn thú thiếu niên là thân phận gì, trước tiên lần nữa tiến vào tiềm ẩn thuật hướng nơi xa bỏ chạy. Ách, phụ cận cường giả bị cự thú thú uy chấn nhiếp ngay từ đầu không có kịp phản ứng, tại Giang Dật hai người lần nữa tiềm ẩn sau mới tỉnh ngộ tới. Mọi người nhao nhao đại hống, vô số lưu quang hướng Giang Dật hai người chỗ khu vực đánh tới, đáng tiếc Giang Dật hai người tốc độ cũng không chậm, đã sớm trốn. Hai người này hội ẩn thân, đưa tin cho An tiểu thư, để các nàng đừng tìm. Một người bạo hống, dẫn một đám người hướng bốn phương tám hướng đuổi theo, lưu lại mấy người nhanh chóng cho cái kia váy vàng nữ tử đưa tin. Hội ẩn thân, bên kia còn tại trong vòng vây dẫn người tra xét rõ ràng váy vàng tiểu thư bị đưa tin sau ngừng thân thể, nàng đôi mắt đẹp nhất chuyển quát khẽ nói, đi. Váy vàng tiểu thư dẫn một đám người đi Giang Dật cùng Độc Linh hiển lộ thân ảnh địa phương, tìm được đưa tin người, trong tay nàng giới chỉ sáng lên. Lấy ra 3 tấm chân dung đối đưa tin người nói ra, thấy rõ ràng, thế nhưng là mấy người kia. Đưa tin võ giả nhìn mấy lần, phi thường khẳng định gật đầu nói, An tiểu thư, không sai. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng thuộc hạ có thể nhận định tuyệt đối là hai người này, người trẻ tuổi kia mái tóc màu đỏ quá dễ nhận biết. Quả nhiên là Giang Dật, An tiểu thư điểm một cái, lông mày nhíu lên, lẩm bẩm nói, căn cứ Hàn thiếu gia tư liệu, cái này Giang Dật là địa giới đệ nhất thiên tài. Từng tại địa giới diệt sát qua một cái phong vương cấp cường giả, còn hiểu đến mỹ ảnh tộc tiềm ẩn thuật. Truyền lệnh xuống để đại gia tản, có được Mỹ Ảnh tộc tiềm ẩn thuật, chúng ta là bắt không được bọn hắn. Không bắt được kia Diệt Ma Châu không đoạt, một lão giả mày kiếm vẩy một cái nói, địa giới người cũng dám đến đoạt bảo An tiểu thư, hai người kia không phải hội tiềm ẩn thuật sao, cho bọn hắn tiến vào Diệt Ma Cung hội càng như cá gặp nước, trọng bảo đều sẽ cho hắn cầm. Không phải không đoạt, An tiểu thư nở nụ cười xinh đẹp nói, Giang Dật cùng địa giới rất nhiều cường giả quan hệ mật thiết, chúng ta Hỗn Độn Hải vẫn là không muốn trộn rộn chuyện này, ta lại không thiếu Diệt Ma Châu. Đem tin tức truyền cho Hàn công tử bọn hắn, đám kia thiên giới hào môn công tử tiểu thư tự nhiên sẽ động thủ. Thiên giới một đám thiên tài cùng địa giới đệ nhất thiên tài đánh nhau, chúng ta xem một trận miễn phí trò hay. Chương 1609, Đao Phong. Loạn Tinh Quần Đảo ở giữa nhất một tòa đảo lớn Loạn Tinh, ở trên đảo có một tòa nhưng so sánh địa sát thành lớn như vậy to lớn thành trì, đây là Loạn Tinh Quần Đảo chủ thành, Loạn Tinh Thành, cũng là Hỗn Độn Hải tứ đại gia tộc An gia chỗ. Giờ phút này Loạn Tinh Thành bên trong quần hùng tụ tập, trong thành diệt ma chiến thần cấp cường giả ít nhất đạt đến mấy chục vạn, khắp nơi có thể thấy được phong hào chiến thần cấp cường giả, phong vương cấp cường giả cũng không phải số ít. Diệt Ma Cung sẽ xuất hiện, mà lại xuất hiện địa điểm ngay tại Loạn Tinh Quần Đảo bên trong. Thiên giới tới mười mấy cái công tử nhà giàu tiểu thư, mỗi cái công tử tiểu thư hộ vệ bên cạnh đều có hơn 1000 người. Hỗn Độn Hải tứ đại gia tộc cùng thiên giới đại gia tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ, chủ tử gia thiếu gia tiểu thư tới, làm sao có thể không hộ vệ chu toàn, sở dĩ hỗn độn thú tứ đại gia tộc phái rất nhiều cường giả đến bảo hộ, giờ phút này Loạn Tinh Thành mới có thể như thế náo nhiệt. Một tòa thành lâu đài bên trong những công tử này tiểu thư tụ tập cùng một chỗ, nam đều là cẩm y ngọc bình, khôi ngô bất phàm, nữ thì xinh đẹp như hoa, khí chất phiêu nhiên. Đỉnh cấp hào môn công tử tiểu thư, coi như nghĩ bình thường cũng khó khăn, từ nhỏ tại siêu cấp gia tộc trưởng đại, ăn uống kiến thức cũng khác nhau, tự nhiên mà vậy khí chất cũng liền khác biệt, đây chính là cái gọi là cư di khí, dưỡng di thể. Người có hơn 30, bên trong nhưng không có quá ồn náo, nam khuôn mặt bình tĩnh, nữ ôn nhu thì thầm, hiển thị rõ công tử nhà giàu tiểu thư khí độ. Mọi người thần sắc đều phi thường thong dong, tựa hồ đang đàm luận một chút thưa thất bình thường việc nhỏ. Tại các nàng trong lời nói, nâng lên nhiều nhất một cái tên, liền là Giang Dật. An tiểu thư đem tin tức truyền trở về, địa giới đệ nhất thiên tài đạt được một viên Diệt Ma Châu, chính hướng bên này tiềm hành mà tới. Giang Dật hiểu Mỹ Ảnh tộc tiềm ẩn thuật, An tiểu thư biểu thị nàng không cách nào chặn đường, mời chư vị thiên giới các thiên tài thương nghị một phen, như thế nào chặn đường cướp đoạt cái này mai Diệt Ma Châu. 27 mai Diệt Ma Châu, bị những công tử này các tiểu thư đã cầm xuống 23 mai, trong đó 8 cái vẫn là gần nhất cầm xuống, bị phát hiện sau thiên giới 8 cái gia tộc xuất thủ, nhẹ nhõm cướp đoạt tới tay. Các nàng một tháng trước tựu đến nơi này, rất nhiều công tử tiểu thư không có Diệt Ma Châu, tới này hoàn toàn là vì bọn người đưa Diệt Ma Châu tới cửa. Tại trong lòng các nàng Giang Dật liền là một cái đến đưa Diệt Ma Châu, địa giới đệ nhất thiên tài cái này theo bọn hắn nghĩ chẳng phải là cái gì, đừng nói không có đạt tới phong vương cấp, coi như đạt tới phong vương cấp không tính là gì. Bởi vì, ở đây ngồi mười mấy cái công tử tiểu thư, có một nửa đều là phong vương cấp. Khụ khụ, một tên thanh niên tóc bạc nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, vừa rồi hắn một mực không nói gì, giờ phút này chỉ là ho khan hai tiếng tự hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Thanh niên tóc bạc này họ Đao, tên một chữ một cái phong chữ, cảnh giới của hắn trong chúng nhân không tính tối cao, nhưng địa vị cùng uy vọng là đỉnh cấp, Đao gia tại thiên giới thế lực phi thường lớn, gần với tứ đế gia tộc. Đao Phong con mắt hẹp dài, giống như là mắt phượng, cực kỳ đẹp đẽ, hắn cười thời điểm con mắt có chút nheo lại, nhìn như vậy có chút âm nhu, mà lại môi hắn hơi bạc cho người ta cũng cảm giác tính cách lương bạc. Ánh mắt của hắn quét qua chúng nhân nói, có cái gì tốt thương nghị, Mỹ Ảnh tộc tiềm ẩn thuật phong hơi có nghe thấy, thiên giới rất nhiều quân đội trinh sát đều là Mỹ Ảnh tộc a, tại cái này hỗn độn hải thần thức không thể dò xét, nếu như đi truy tra chặn đường phi thường khó khăn. Đã như vậy, vậy cũng chớ ngăn cản, thả hắn vào đi, thả hắn vào đây, rất nhiều người một mảnh ngạc nhiên, một tên ngồi ở vị trí đầu vị tiểu thư nhãn tình sáng lên, mỉm cười vuốt cằm nói, Đao Phong công tử quả nhiên túc trí đa mưu, đây là muốn gậy ông đập lưng ông a. Ha ha ha, Đao Phong ngửa mặt lên trời cười ha hả, lắc đầu nói, Công Dương tiểu thư quá khen rồi, rất nhiều người đoán chừng cũng nghĩ đến đi, Phong tính cách gấp, bêu xấu thôi. Tốt, rất nhiều người công tử tiểu thư đều nhao nhao gọi tốt, hỗn độn hải đặc biệt tình huống thật không tốt, chặn đường Giang Dật, đã ngăn không được vậy liền thả hắn vào đây. Không chỉ là Giang Dật, còn lại có được Diệt Ma Châu người cùng nhau bỏ vào đến, bất luận bọn hắn là ai, bất luận bọn hắn có được cỡ nào thần thông, cuối cùng dù sao đều muốn đi Diệt Ma Cung xuất hiện khu vực. Các nàng chỉ cần tại phụ cận bện một cái lưới lớn, lẳng lặng chờ đợi kia còn lại có được Diệt Ma Châu 4 người xuất hiện là đủ. Người tới, đưa tin cho An tiểu thư, đem người đều triệu tập trở về, không nên cản cắt. Một tên công tử lập tức quát khẽ, Đao Phong lại giơ tay lên nói, sai, thả bọn họ vào đây, không có nghĩa là đem điều tra người đều rút lui, như thế ngược lại sẽ đánh cỏ động rắn. Hết thảy như cũ đi, An gia người tiếp tục lục soát, chúng ta đi bố trí là đủ. Công Dương tiểu thư gật đầu nói, Đao công tử nói rất đúng, An tiểu thư dẫn người chặn đường, bốn người kia sẽ chỉ nghĩ hết biện pháp xông tới, giống như một khi triệt tiêu chặn đường, bọn hắn ngược lại không dám vào tới. Công Dương tiểu thư nói rất đúng, Công Dương tiểu thư thông minh tuyệt đỉnh, Đao Phong công tử mưu trí vô song, quả nhiên bất phàm. Đại gia thương nghị một chút làm sao bố cục đi, nhất định muốn đem bốn người này vây khốn, diệt ma các tuyệt không thể để ngoại nhân đi vào. Hàn công tử, người không phải là không có diệt ma châu người có thể dẫn người đi bố trí. Cố công tử, nhà ngươi không phải có cái khốn thiên trận. Cung điện trở nên náo nhiệt, chúng công tử tiểu thư nhao nhao hiến kế thương nghị làm sao bố trí, nhất định muốn đem còn lại bốn cái diệt ma châu nắm bắt tới tay. Trong lịch sử kỳ thật đều là dạng này, mỗi lần diệt ma châu xuất hiện, thiên giới đại gia tộc sẽ cùng hỗn độn hải tứ đại gia tộc liên hợp lại, trừ phi đại gia tộc tử đệ, ai cũng không có tư cách tiến vào. Diệt ma cung nội trọng bảo, mọi người có thể lấy không được, nhưng tuyệt đối không cho phép ngoại nhân cầm tới. Một lần lấy không được có thể 2 lần, có thể 10 lần, chỉ cần không bị ngoại nhân đoạt được, cuối cùng đều sẽ rơi vào các gia tộc trong tay. Đối với những này công tử nhà giàu tới nói, cái gì địa giới đệ nhất thiên tài, đó cùng nhà quê thật không có khác nhau. Nếu không phải thiên giới chiến sự căng thẳng, cần địa giới liên tục không ngừng trợ giúp, những công tử này tiểu thư có lẽ liền địa giới có cái gì cường giả cũng sẽ không để ý. Thương nghị một canh giờ, kế hoạch rất nhanh xác định được. Vô số công tử tiểu thư động, bất quá rất nhiều công tử tiểu thư đều không có đi, mà là riêng phần mình phái gia tộc cường giả đi diệt ma cung xuất hiện khu vực, bắt đầu bố trí. Giang Dật tới còn cần một đoạn thời gian, diệt ma cung mở ra cũng còn sớm, đám này công tử tiểu thư chắc chắn sẽ không qua bên kia đần độn khổ sở chờ đợi. Ở chỗ này ăn ngon uống sướng chơi vui, ai nguyện ý qua bên kia vì mấy cái chỉ là tiểu nhân vật tốn công tốn sức. Tốt, chư vị bố trí là được. Đao Phong công tử gặp thương nghị không sai biệt lắm, đứng dậy nhìn qua Công Dương tiểu thư ngồi đối diện một vị tiểu thư nói, Kha tiểu thư, ta nghe nói Loạn Tinh Quần Đảo phía đông có một cái hòn đảo cảnh sắc phi thường yêu mỹ, không biết Phong có thể hay không may mắn mời ngươi cùng đi đạp thanh. Kha tiểu thư có thể ngồi phía trước sắp xếp, tại thiên giới địa vị hiển nhiên rất cao, nàng hôm nay sau khi đi vào không có nói qua một câu, cũng không có lẫn vào mọi người vây bắt đại kế. Nàng một mực nhàn nhạt uống trà, tựa như tại bản thân hậu viện an tọa, nghe được Đao Phong mời, nàng nhàn nhạt cười một tiếng, đứng lên nói, Đao công tử thật có lỗi, ta gần nhất tu luyện đến chỗ mấu chốt, tự không bồi công tử đi du ngoạn, chư vị xin lỗi không tiếp được. Kha tiểu thư dẫn người nghênh ngang rời đi, không có chút nào Đao Phong mặt mũi. Đao Phong hẹp dài đôi mắt có chút nheo lại, khóe miệng nhếch lên một đầu tuyến, tựa như lạnh lẽo Đao Phong, làm người ta không rét mà run. Chương 1610, cho thể diện mà không cần. Thiếu chủ, tìm địa phương nghỉ ngơi một chút đi. Loạn Tinh Quần Đảo bên trong, Độc Linh có chút lo lắng tiến đến Giang Dật bên người nói. Hai người tiềm hành thời gian rất lâu, hắn ngược lại là không quan trọng, Giang Dật linh hồn có chút không chống nổi, thời gian giải phóng thích tiềm ẩn thuật rất hao phí tinh lực. Giang Dật bốn phía quét qua, gật đầu nói, kia tìm địa phương nghỉ ngơi đi, tìm lớn một chút hòn đảo, không muốn vào thành. Diệt Ma Châu một mực chỉ hướng Loạn Tinh Quần Đảo ở giữa, đã đến một bước này, Giang Dật không có khả năng lui về địa giới, càng không khả năng đem Diệt Ma Châu chắp tay nhường cho. Hai người tiếp tục tiềm hành rất mau tìm đến một cái tương đối lớn hòn đảo, cái này Loạn Tinh Quần Đảo đoán chừng ít nhất có hơn vạn đảo nhỏ tự, khắp nơi có thể thấy được. Hai người bay thấp hạ hòn đảo bên trong, tìm được một cái dãy núi, ẩn núp đi vào. Thiếu chủ, người nghỉ ngơi trước, ta tại phụ cận đề phòng. Độc Linh nhìn một cái đầy mắt mệt mỏi Giang Dật nói, Giang Dật khoát tay nói, được rồi, người cũng nghỉ ngơi một chút, để Thanh Trần đề phòng xuống đi. Giang Dật đem Kỳ Thanh Trần phóng ra, cùng nàng nói đơn giản một chút tình huống, Kỳ Thanh Trần vội vàng để cho hai người nghỉ ngơi. Độc Linh cũng không tốt chậm trễ, hắn cần một mực bảo trì trạng thái toàn thịnh, đằng sau còn có rất nhiều nguy hiểm phức tạp tình huống cần hắn dò xét đâu. Giang Dật cùng Độc Linh hai người tiến vào Kỳ Thanh Trần không gian thần khí bên trong, Kỳ Thanh Trần một người không dám đi loạn liền tại phụ cận ngồi chờ, toàn bộ tinh thần đề phòng. An gia trinh sát cùng tuần tra đại quân không có rút lui, thỉnh thoảng có người tại phụ cận đi dạo, Kỳ Thanh Trần là phong vương cấp cường giả, cảm giác lực cùng tốc độ làm sao có thể là những này cấp thấp trinh sát có thể so sánh, bị nàng nhẹ nhõm tránh đi. Nghỉ ngơi 4-5 cái canh giờ, Giang Dật cùng Độc Linh ra, đem Kỳ Thanh Trần thu vào, tiếp tục tiềm hành hướng Diệt Ma Châu dẫn đạo phương hướng đi đến. Cứ như vậy, mỗi lần tiềm hành 10 mấy cái canh giờ, Giang Dật cùng Độc Linh liền sẽ nghỉ ngơi mấy canh giờ, một đường hữu kinh vô hiểm tiếp tục tiến lên. Cái này Loạn Tinh Quần Đảo thật rất lớn, Đương nhiên chủ yếu là hai người không dám tốc độ cao nhất bôn tẩu, ngẫu nhiên còn muốn đường vòng, dòng dã hao tốn đại nửa ngày thời gian, hai người rốt cục đã tới Diệt Ma Cung chỗ khu vực. Sở dĩ như thế xác định là bởi vì đến khu vực này, Diệt Ma Châu bên trong Thanh Long không còn du tẩu, mà là bất động. Giang Dật hỏi thăm Kỳ Thanh Trần về sau, xác định Diệt Ma Cung sẽ tại kề bên này xuất hiện. Tìm địa phương ẩn núp, Giang Dật phi thường quả quyết hạ lệnh, Diệt Ma Cung xuất hiện còn sớm, trong lịch sử Diệt Ma Châu sáng lên về sau, ít nhất phải 8 ngày mới có thể xuất hiện, bình thường cũng sẽ ở 8 ngày đến 15 ngày khoảng thời gian này xuất hiện. Mới trôi qua hơn 2 ngày, sở dĩ ít nhất còn muốn 6 ngày, hai người luôn không khả năng một mực tại cái này không chung đứng thẳng a. Muốn tìm địa phương ẩn núp chỉ có tìm hòn đảo, hai người tại bốn phía đi dạo, nhưng đem phương viên trăm dặm đều tìm khắp cả, cũng không có phát hiện bất luận cái gì hòn đảo. Tại chuyển 500 dặm về sau, Độc Linh đôi mắt sáng lên nói, thiếu chủ, bên kia giống như có cái đảo nhỏ tự. Cẩn thận một chút, Giang Dật nhẹ nói đạo, dẫn đầu hướng bên kia tiềm hành mà đi. Hắn không có mở to mắt liếc nhìn, ngược lại nhắm mắt lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái tinh tế cảm ứng bốn phía ba động. Hắn tại cái này trong trạng thái có thể cảm ứng được cấm chế ba động, giống như hòn đảo bên trên có mai phục cũng có thể nhẹ nhõm cảm ứng được. An toàn, tại ở gần hòn đảo về sau, Giang Dật mở to mắt làm thủ thế, hai người xông vào hòn đảo bên trong, tiến vào một tòa quần sơn trong thân hình dần hiện ra tới. Ông, ngay tại hai người sau khi hạ xuống, toàn bộ hòn đảo đều phát sáng lên, tiếp lấy một cái cự đại màn hào quang xuất hiện, bốn phía nồng vụ nhanh chóng tan rã, giữa không trung lại xuất hiện hơn ngàn cường giả. Không tốt, Giang Dật đôi mắt lạnh lẽo, lần này hắn đầy đủ cẩn thận, lại không nghĩ rằng vẫn là trúng kế. Nơi này cấm chế tuyệt đối là phi thường huyền diệu cường đại thần trận, hắn mới vừa rồi không có cảm ứng được nửa điểm cấm chế ba động, đây cũng là thiên giới cấm chế trận pháp. Thật nhiều cường giả, hắn không có loạn động, lặng yên hướng Độc Linh làm thủ thế, để Độc Linh đứng tại phía sau hắn. Ánh mắt của hắn tại bốn phía không ngừng phóng tới trên thân người đảo qua, phát hiện tới ít nhất 1-2 ngàn người, yếu nhất đều là phong hào chiến thần, nhậm thiên phàm cấp bậc cường giả ít nhất có mấy trăm, một tên hoa bào công tử bên người còn đứng lấy một cái phong vương cấp cường giả. Chỉ có một cái phong vương cấp. Giang Dật sau khi liếc nhanh mấy lần, nội tâm có chút tâm, giống như tới mấy cái phong vương cấp cường giả lời nói, hôm nay phiền phức tựu lớn. Hắn đôi mắt lấp lóe vài vòng, Hỗn Nguyên Châu xuất hiện đem Độc Linh trực tiếp thu vào, đồng thời trong tay hắn Hỏa Linh Kiếm xuất hiện, một cái tay khác Thiên Hàn Châu xuất hiện, lúc này mới đảo mắt một vòng nói, chư vị, các người vây quanh tại hạ, ý muốn như thế nào chúng ta không oán không cửu a. Đem Giang Dật bao bọc vây quanh cường giả đều không nói chuyện, chỉ là binh khí trong tay chiến giáp hiển hiện, một bộ tùy thời chuẩn bị động thủ bộ dáng, trẻ tuổi công tử mở miệng, ngươi chính là Giang Dật a, chúng ta thực sự không oán không cừu, bất quá ngươi cầm không nên cầm đồ vật, giao ra Diệt Ma Châu, ngươi tùy thời có thể dùng rời đi. Quả nhiên, Giang Dật sắc mặt càng lạnh hơn mấy phần, không bằng hắn có chút nghĩ không thông chính là, cái này trẻ tuổi công tử đến cùng là Hỗn Độn Hải công tử vẫn là thiên giới công tử, hắn làm sao lại nhận biết mình, làm sao biết chính mình có Diệt Ma Châu. Bất kể thế nào nhận biết mình, cục diện trước mắt cứ như vậy, nhìn đối phương tư thế, hoặc là chỉ có thể giao ra Diệt Ma Châu, hoặc là chỉ có đánh một trận. Trên mặt hắn lộ ra một vòng ôn hòa nụ cười, chắp tay nói, vị công tử này, tại hạ đích thật là Giang Dật, bất quá cái gì là Diệt Ma Châu tại hạ căn bản không biết. Ta chỉ là đến Hỗn Độn Hải lịch luyện một phen, vị công tử này kết giao bằng hữu, chớ tổn thương hòa khí vừa vặn rất tốt. Kỳ Thanh Trần nói, chỉ cần có thể không phát sinh xung đột, tự tuyệt đối không thể lái chiến. Bị điểm ủy khuất không có gì, các nàng là đến tầm bảo, không phải đến đấu khí. Bằng hữu ngươi cũng xứng. Công tử trẻ tuổi cười lạnh một tiếng nói, Giang Dật, không phải xem ở ngươi cùng là nhân tộc, thiên tư chắc tuyệt phân thượng, bản công tử đã sớm động thủ. Bản công tử không có thời gian cùng ngươi tốn nhiều môi lưỡi, có cho hay không một câu. Giang Dật sắc mặt nụ cười đọng lại, nhưng hắn vẫn là không có động thủ, chỉ là tâm niệm yên lặng vào Hỗn Nguyên Châu bên trong Kỳ Thanh Trần, hỏi nàng làm sao bây giờ. Kỳ Thanh Trần trả lời phi thường quả quyết, Diệt Ma Châu không thể giao, khai chiến có thể, không cần nhiều giết người, nhất là không thể giết đối phương công tử. Có cái Kỳ Thanh Trần, Giang Dật nội tâm nắm chắc, ánh mắt của hắn nhìn về phía công tử trẻ tuổi hỏi, công tử họ gì, Diệt Ma Châu ta có thể giao, nhưng ngươi nhất định phải đem đại trận mở ra, nếu không ta giao các ngươi đồng dạng vây giết ta đây. Ta họ gì ngươi không có tư cách biết rõ. Công tử trẻ tuổi một chút cũng không có cho Giang Dật mặt mũi, trong tay một thanh trường kiếm xuất hiện, quát lạnh nói, ngươi không có lựa chọn, ngươi chết Diệt Ma Châu đồng dạng là của ta, cuối cùng hỏi ngươi một tiếng, giao không giao. Giao đại gia ngươi. Giang Dật triệt để nhịn không được, trong tay Thiên Hàn Châu quang mũi nhọn lấp lánh, vô số kiếm sát tộc lấp lánh mà ra. Đại trận này không đóng, hắn tuyệt đối không thể không trốn thoát được, đã như vậy vậy liền chiến một trận, đem đối phương đánh phục tức giận, tự nhiên sẽ mở ra đại chiến. Cho thể diện mà không cần, giết, công tử trẻ tuổi quát lớn, kia 1-2 ngàn cường giả lập tức động thủ, phong vương cấp cường giả thì mang theo công tử trẻ tuổi nhanh chóng lùi về phía sau. Cùng lúc đó, phụ cận mấy cái hòn đảo bên trong ẩn núp các gia tộc cường giả điên cuồng hướng bên này vọt tới. Lần này có mai phục cũng không phải cái này một cái hòn đảo, phương viên vạn lý 10 cái hòn đảo đều có trọng binh mai phục, liền chờ đem Giang Dật cùng còn lại cầm Diệt Ma Châu người tự chui đầu vào lưới. Chương 1611, Nguyên Thoại hoàn trả. Lần này thiên giới các gia tộc tới hơn vạn cường giả, công tử tiểu thư tới 8 cái, đương nhiên 8 người này đều là không có lấy đến Diệt Ma Châu, những cái kia trong tay có được Diệt Ma Châu công tử tiểu thư cũng sẽ không như vậy tích cực. Trên đảo cấm chế là thiên giới cố ra khốn thần trận, thiên giới trận pháp phi thường huyền diệu, đừng nói Giang Dật thần thức không thể dò xét, coi như có thể dò xét cũng không phát hiện được. Bởi vì trận pháp này không xúc động, là căn bản không có bất kỳ cái gì cấm chế ba động. Khốn thần trận mở ra, Giang Dật bọn người không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể tử chiến. Cũng may ở trên đảo mai phục người không nhiều, mà lại phong vương cấp chỉ có 1 cái. Giang Dật trước tiên thả ra mấy vạn kiếm sát tộc đem 3 người bao quanh bao phủ đi vào, đồng thời hắn tiếp tục phóng thích kiếm sát tộc, trong tay một cái cổ cầm xuất hiện. Hắn không có đem Kỳ Thanh Trần phóng xuất, độc linh thần linh đâm rất cường đại, hắn cũng không có ý định phóng xuất khai chiến. Bởi vì thần âm pháp tắc hắn còn không thể hoàn toàn định hướng phóng thích, rất dễ dàng ảnh hưởng 2 người, mà lại vạn nhất tình huống không đúng, hắn chỉ có thể phóng thích hoang hỏa, đến lúc đó sẽ đem 2 người cho bỏng thiêu chết. Rầm rầm rầm, kia 1-2 ngàn công kích hóa thành đầy trời lưu quang phóng tới, từng mảnh kiếm sát tộc bị phá hủy. Ở đây đều là phong hào thần đế cấp cường giả, thiên giới hào môn tài đại khí thô, người người trên tay đều cầm cực phẩm thần khí, lực công kích phi thường dọa người, những này cấp thấp kiếm sát tộc đối với bọn hắn tới nói không có bất kỳ cái gì áp lực. Giang Dật lần trước đi một chuyến kiếm sát bí cảnh, Thiên Hàn Châu bên trong kiếm sát tộc có ngàn vạn, trong nháy mắt bị hủy diệt hơn vạn, hắn nửa điểm không đau lòng, không ngừng thả ra kiếm sát tộc, chờ kiếm sát tộc đạt tới mấy chục vạn về sau, hắn đột nhiên kéo một phát dây đàn. Chanh chanh, Giang Dật trong khoảng thời gian này không ngừng tại lĩnh hội bản nguyên áo nghĩa, mặc dù rời đi đại viên mãn còn sớm, nhưng đối với thiên tuyển vận luật cảm ngộ sâu hơn mấy phần, sở dĩ tiếng đàn càng bá đạo một chút. Tiếng đàn này vừa vang, một cỗ cuồng bạo sát khí nương theo lấy tiếng đàn phô thiên cái địa tràn ngập mà đi, trong nháy mắt bao phủ phụ cận 1-2 ngàn người, ít nhất có hơn phân nửa người không động được, còn lại gần nửa mắt người bên trong hiện lên một tia hồng quang, rõ ràng bị ảnh hưởng. Giang Dật thần âm pháp tắc trước kia liền có thể ảnh hưởng Nhậm Thiên Phàm, Nhậm Thiên Phàm rời đi phong vương cấp vẻn vẹn chỉ có cách xa một bước, đã hắn đều có thể chịu ảnh hưởng, ở đây phong hào thần đế đều chịu ảnh hưởng cũng liền bình thường. Hiu hiu hiu, kiếm sát tộc nhưng không có ảnh hưởng chút nào, bay đầy trời mà đi, từng thanh cự kiếm như mưa đánh xuống, vẻn vẹn trong nháy mắt cái này 1-2 ngàn người tự có hơn phân nửa bị nện đi xuống. Ngoá, thiên giới hào môn quá giàu có. Giang Dật quét qua âm thầm kinh hãi, bởi vì cái này 1-2 ngàn người lại toàn bộ đều có cực phẩm thần khí chiến giáp, một vòng này công kích một người đều không có giết chết, chỉ là bị đập bay đi xuống. Ây, bên kia công tử trẻ tuổi cùng phong vương cấp cường giả 2 người đầy mắt kinh ngạc, chỉ là một cái địa giới võ giả, tại 2 người xem ra tiện tay có thể dùng trấn áp, lại không nghĩ rằng thế cục thoáng cái nghịch chuyển. Nhà bọn hắn người lại bị phản trấn áp, mà lại mắt thấy rất nhiều người liền bị tươi sống cho đánh giết. Thường thúc, mau ra tay cầm hạ Giang Dật, công tử trẻ tuổi họ Lạnh, là thiên giới một cái hào môn, không tính cấp cao nhất hào môn, cái này 1-2 ngàn người hắn cũng không dám có nửa điểm sơ suất, bằng không hắn lão cha còn không phải xé hắn, sở dĩ hắn vội vàng cùng bên người phong vương cấp cường giả khẩn cầu. Keng keng keng, khắp nơi đều truyền đến binh khí nện ở cực phẩm thần khí chiến giáp bên trên thanh âm, phong vương cấp cường giả thưởng thúc xem tình huống không đúng, hắn lại không ra tay nhà bọn hắn cái này 1-2 ngàn người tự có bó lớn muốn bị tươi sống đánh giết, chỉ có thể cắn răng nói ra, thiếu gia, để cho người ta mở ra khốn thần trận, người rời đi trước đi cố thiếu gia bên kia, ta đi tự tay đánh chết Giang Dật. Tốt, Lạnh thiếu gia cũng là sợ, giờ phút này khoảng cách xa như vậy, hắn đều hứng chịu tới ảnh hưởng rất lớn, trong đầu đều là sát khí. Hắn vạn kim thân thể cũng không dám mạo hiểm, trước tiên hạ lệnh để cho người ta mở ra khốn thần trận, mang người hướng nơi xa bay vụt mà đến cố gia công tử bên kia bay đi. Giang Dật, nhận lấy cái chết. Phong vương cấp cường giả thưởng thúc trong tay xuất hiện một cái cự đại thiết chùy, thân thể như cuồng long bay đi, hắn cự chùy cuồng vũ đem bay tới kiếm sát tộc từng mảnh thẻ thành bột mịn, thế không thể đỡ. Thần âm pháp tắc đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng, hắn khí thế cường đại còn đem Giang Dật tiếng đàn trấn áp đến một yếu, thực lực của hắn tuyệt đối so Du Thiên Vương mạnh hơn một chút, trong tay chùy xem xét liền là nguyên thủy linh bảo. Bởi vì cũng không có kiếm sát tộc có thể đánh trúng hắn, sở dĩ trên người hắn chiến giáp không có hiển hiện, cũng không biết hắn có hay không nguyên thủy linh bảo chiến giáp. Tới tốt lắm, nương theo lấy thưởng thúc càng ngày càng gần, Giang Dật đàn tấu tốc độ càng ngày càng chậm, ánh mắt của hắn híp càng ngày càng gấp. Hắn khống chế bên người tất cả kiếm sát tộc đều hướng nơi xa bay đi, cứ như vậy xếp bằng ở không trung không nhúc nhích, chờ đợi thưởng thúc tới gần. Chết, Giang Dật thả ra kiếm sát tộc không nhiều, hướng bốn phương tám hướng tách ra, sở dĩ thưởng thúc vẻn vẹn mấy tức thời gian đã đột phá mấy vạn kiếm sát tộc chặn đường lao đến. Hắn nhìn thấy Giang Dật thế mà không có trốn, trong mắt sát khí dâng lên, thân thể như cự long gào thét mà đến, to lớn thiết chùy mang theo vạn quân chi lực hung hăng đối Giang Dật đầu đập tới. Người còn không có tới gần, kinh khủng khí kình trấn áp mà đến, như là bình thường võ giả khẳng định sẽ tươi sống cho đánh chết. Giang Dật là người bình thường sao? Hiển nhiên không phải, tại thời khắc này trong tay hắn cổ cầm đột một biến mất, trên thân bạch ngọc giáp xuất hiện, đồng thời huyền hoàng chi lực vận chuyển, nhục thể trong nháy mắt cường đại hơn 100 lần, nếu không dùng hắn ban đầu nhục thể căn bản ngăn không được cái này kinh khủng khí kình. Hắn vẫn là không nhúc nhích, ánh mắt một mực băng lãnh nhìn qua gào thét mà đến thưởng thúc, trong lòng âm thầm tính toán lấy khoảng cách. 3.000 trượng, 1.000 trượng, 500 trượng, 100 trượng. Ông, hắn đột nhiên rút ra cắm ở phía sau hỏa long kiếm, hỏa linh châu bên trong hoang hỏa cuồn cuộn mà ra, hắn dùng sức hướng phía trước chém ra một kiếm, mấy chục đầu phong long mang theo kinh khủng hoang hỏa hướng phía trước gào thét mà đi. Một sát na kia ở giữa không khí bốn phía đều cuộn lên, bởi vì đại trận mở ra tràn ngập vào đây xương trắng cũng từng mảnh bị bốc hơi. Không tốt, thường thúc thân thể đột nhiên bỗng nhiên giữa không trung, hắn không có chút gì do dự phi thân lui lại, đồng thời trên người hắn một kiện màu đen chiến giáp xuất hiện, hắn nghiêm nghị quát lớn, Giang Dật, dừng tay, Diệt Ma Châu chúng ta từ bỏ. Hỏa diễm vừa xuất hiện, thường thúc tự cảm nhận được uy lực, hắn có thể ngăn trở nhưng tuyệt đối phải bị thương nặng. Giang Dật trên người có nguyên thủy linh bảo chiến giáp, mà lại nhục thân tại lúc này đột nhiên trở nên như thế cường đại, sở dĩ coi như liều chết phía dưới hắn cũng giết không được Giang Dật, mà Giang Dật hỏa diễm lại có thể đem bọn hắn ra võ giả toàn bộ thiêu chết. Ha ha, Giang Dật đùa cợt cười một tiếng, không bằng hắn vẫn là trước tiên phi thân đi qua đem hỏa diễm nhanh chóng thu vào, đồng thời khống chế toàn bộ kiếm sát tộc ngừng công kích. Đã đối phương nhận sợ, hắn cũng không cần thiết kết xuống tử thù, phụ cận phong vương cấp cường giả nhưng có không ít a, có thể uy hiếp lại bọn hắn kia là kết cục tốt nhất. Cứ việc Giang Dật thu lấy hỏa diễm tương đối nhanh, nhưng thảm kịch vẫn là phát sinh, gần nhất hơn 10 người phong hào chiến thần bị đốt sống chết tươi, ít nhất có 400-500 người bị đốt thành trọng thương. Cái này hoang hỏa năng đem có nguyên thủy linh bảo Du Thiên Vương thiêu chết, bỏng một chút phong hào chiến thần quá đơn giản, đây là bọn hắn khoảng cách quá xa. TT, bên kia Lạnh công tử cùng 7-8 tên công tử ở trên vạn cường giả cùng đi quay người bay trở về, nhìn qua trên mặt đất lăn lộn đau nhức gào giống, bị đốt thành một đống đống tiêu thịt mấy trăm cường giả, nhìn qua rất nhiều còn giấy lên hừng hực liệt hỏa kiếm sát tộc, toàn bộ mặt người sắc đại biến, rất nhiều người hít một hơi lãnh khí. Giang Dật khống chế còn lại kiếm sát tộc toàn bộ hội tụ tại phía sau hắn, ánh mắt của hắn xa xa khóa chặt xa xa Lạnh công tử, nhếch miệng cười nói, vị công tử này, người mới vừa nói cho thể diện mà không cần, Giang mỗ. Nguyên thoại hoàn trả cho ngươi, nếu không chịu phục có thể tái chiến, bất quá lần sau Giang mỗ tuyệt đối sẽ không lưu tình, phong vương cấp cường giả Giang mỗ người đã từng giết qua một cái, cũng không để ý. Giết nhiều mấy cái, chương 1612, đâm phá thiên lại nói. Lạnh công tử sắc mặt biến đến thanh bạch đan sen, hắn không có chút gì do dự gầm thét, chư vị mời cùng một chỗ liên thủ đem Giang Dật cho làm, chúng ta nhiều người như vậy, còn giết không được một cái địa giới tạp vái chúng ta thiên giới mặt để vào đâu. Thiếu gia, thường thúc có lòng muốn nói hai câu, nhưng nhiều người như vậy tốt như vậy mặt Lạnh công tử mặt mũi. Rất nhiều công tử tiểu thư nghe xong lời này lập tức nổi giận, Giang Dật là địa giới đệ nhất thiên tài, bọn hắn lại là thiên giới đỉnh cấp công tử tiểu thư, mỗi người bên người đều có phong vương cấp cường giả hộ vệ. 6 vị công tử 2 vị tiểu thư trong đó thế nhưng là có 3 người đạt tới phong vương cấp, cộng lại liền là 11 cái phong vương cấp, còn giết không được chỉ là một cái Giang Dật. Động thủ, một tên cách ăn mặc tương đối kỳ dị, mặc một bộ đủ mọi màu sắc trường bào, trần trụi nửa cái lồng ngực công tử gầm thét một tiếng, sau lưng hơn 1000 người lập tức khí thế hung hăng hướng Giang Dật bên này vọt tới. Đã một tên công tử động thủ, những người còn lại cũng khó nhìn, lập tức sở hữu công tử tiểu thư nhao nhao hạ lệnh để cho thủ hạ động thủ. Giang mỗ cùng các ngươi không oán không cừu, các ngươi vì đoạt bản nhân Diệt Ma Châu muốn đi giết người diệt khẩu sự tình, Giang mỗ vừa rồi đã lưu thủ, hiện cảnh cáo ngươi lần nữa bọn họ toàn bộ thối lui, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Giang Dật trong tay Thiên Hàn Châu một mực lấp lánh không ngớt, liên tục không ngừng truyền tống ra kiếm sát tộc, hắn nghiêm nghị quát lớn. Vừa rồi thật sự là hắn hạ thủ lưu tình, nếu không Lạnh công tử 2000 người đều muốn đốt sống chết tươi, thưởng thuốc cũng có thể là bị thiêu chết. Chỉ là hắn, mấy tên công tử tiểu thư hội nghe lọt. Đối với những công tử này tiểu thư tới nói, địa giới đệ nhất thiên tài chả là cái cóc khô gì, đã giết thì đã giết, chẳng lẽ lại địa giới cường giả sẽ còn đi thiên giới tìm bọn hắn gia tộc phiền phức, coi như đi tìm bọn họ đủ tư cách. Kiếm sát tộc đã đạt đến 100 vạn, Giang Dật còn tại liên tục không ngừng phóng xuất, đầy trời kiếm sát tộc đem Giang Dật vây quanh một vòng lại một vòng. Bốn phương tám hướng võ giả đã trải qua rồi công kích, Giang Dật nhìn thấy kiếm sát tộc từng mảnh bị chém giết triệt để nổi giận, trong tay cổ cầm xuất hiện, bắt đầu phóng thích thần âm pháp tắc. Thần âm pháp tắc một phóng thích, thế cục lập tức nghịch chuyển. Cùng kiếm sát tộc tới gần khai chiến võ giả đều bị tiếng đàn hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng, một khi bị ảnh hưởng chờ đợi bọn hắn kết cục liền là bị đánh hạ hòn đảo bên trên, cuối cùng bị một đám kiếm sát tộc vây lại, vào chỗ chết thẻ. Cái này thần âm pháp tắc uy lực làm sao lớn như vậy? Thiên giới các công tử tiểu thư kiến thức rộng rãi, giờ phút này trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh dị, bởi vì dựa theo lẽ thường tới nói, Giang Dật cái này cảnh giới coi như tìm hiểu cường đại thần âm pháp tắc, uy lực tuyệt đối không có lớn như vậy. Hắn cái này thần âm pháp tắc cùng phổ thông khác biệt, bên trong ẩn chứa rất mạnh sát khí. Một tên phong vương cấp cường giả cẩn thận lắng nghe thoáng cái mở miệng nói, ánh mắt nhìn về phía bị lít nha lít nhít kiếm sát tộc vây quanh Giang Dật, gật đầu nói, địa giới đệ nhất thiên tài quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ bằng mượn những khôi lỗi này cùng thần âm pháp tắc, hắn liền là phong vương cấp dưới đệ nhất người. Lạnh công tử xem các vị phong vương cấp cường giả đều không nhúc nhích, bên kia các gia tộc cường giả lại dùng tốc độ khủng khiếp tử thương, vội vàng lo lắng hét lớn, thưởng thúc người cùng các vị phong vương cấp đại nhân cùng một chỗ động thủ, chẳng lẽ nhiều như vậy phong vương cấp còn giết không được Giang Dật. Cố công tử bọn người liếc nhau, nhao nhao nhìn qua bản thân hộ vệ phong vương cấp cường giả thỉnh cầu bọn hắn xuất thủ, thưởng thúc nhóm người bất đắc dĩ thở dài. Đã thế cục đã đến loại tình huống này, bọn hắn không xuất thủ không được, nếu không mấy nhà cường giả đều muốn bị Giang Dật toàn bộ chém giết. 8 tên phong vương cấp hộ vệ thương nghị một chút, 5 tên phong vương cấp cường giả bắn ra, chuẩn bị liên thủ chém giết Giang Dật. Mặc dù vừa rồi thường thúc bị Giang Dật hoang hỏa hù dọa, nhưng hắn không cho rằng 5 người liên thủ vẫn không giết được Giang Dật. Giết, 5 người như dao long bay đi, phía trước kiếm sát tộc mặc dù đạt đến hơn 100 vạn, nhưng đối với mấy người không có bất kỳ cái gì áp lực, tùy ý xuất thủ kiếm sát tộc liền có thể đánh bay phá hủy. 5 người dùng tồi khô lạp hủ chi thế cuồng bạo phóng đi, giống như là 5 con lợi kiếm xuyên qua thiên quân vạn mã thẳng giết chủ soái. Giang Dật thân thể một mực không nhúc nhích, tự xếp bằng ở kiếm sát tộc ở giữa. Hắn muốn động cũng không động được, 5 người cường đại khí cơ khóa chặt hắn, 5 người tốc độ nhanh hơn hắn nhiều, hắn tuyệt đối trốn không thoát. Hắn không có đem Kỳ Thanh Trần đem thả ra, Kỳ Thanh Trần vừa mới đột phá phong vương cấp không lâu, đi ra chưa bất cứ ý nghĩa gì, ngược lại sẽ vô ích vẫn lạc. Độc Linh càng là không chịu nổi, đối đầu phong vương cấp trong nháy mắt sẽ bị chém giết. Hắn giờ phút này là nhắm mắt lại, tại thiên nhân hợp nhất trạng thái phía dưới, tinh tế cảm ứng bốn phía ba động. Hai tay của hắn điên cuồng phất động dây đàn, tại 5 tên phong vương cấp cường giả xuất thủ về sau, hắn cho kiếm sát tộc hạ một cái mệnh lệnh. Kiếm sát tộc không còn có nửa điểm lưu thủ, công kích mãnh liệt mấy lần, bốn phía bị tươi sống đánh giết cường giả tăng lên mấy lần. Đã những này thiên giới công tử tiểu thư quyết tâm muốn giết chết hắn, hắn còn có cái gì thể diện có thể giảng không phải ngươi chết chính là ta sống, giống như có cơ hội lời nói, hắn sẽ còn không lưu tình chút nào đem những công tử kia tiểu thư chém giết. Vạn trượng, 5000 trượng, ngàn trượng, uống, một tên phong vương cấp cường giả đột nhiên đánh ra một cái đại thủ ấn kia vừa xuất hiện tự hóa thành đạo đạo gợn sóng biến mất. Những này gợn sóng như liên y phúc tán mà ra, Giang Dật phụ cận ngàn trượng không gian tại thời khắc này dừng lại, Giang Dật điên cuồng co rúm tay ngừng lại, cái này phong vương cấp cường giả thả ra một loại cường đại không gian đạo văn, không gian đông kết. Cái này pháp tắc cùng không gian tĩnh chỉ không sai biệt lắm, khác nhau ở chỗ nhậm thiên phàm không gian tĩnh chỉ có thể đứng im một hơi thời gian, mà cái này phong vương cấp không gian đông kết lại có thể mọc thời gian đem phụ cận không gian toàn bộ đông kết. Tốt, còn lại mấy tên phong vương cấp đôi mắt sáng lên, binh khí trong tay xuất hiện như từng đạo hồng quang hướng Giang Dật vọt tới. Giang Dật bên ngoài thân có nguyên thủy linh bảo, cự ly xa công kích khẳng định thẻ không chết hắn, sở dĩ mấy người chuẩn bị tươi sống đem hắn đánh giết. Giang Dật căn bản không động được, chỉ cần mấy người công kích đồng thời nện ở trên người hắn, coi như hắn có mấy cái mạng, thân thể cũng sẽ trong nháy mắt bị chấn thành thịt nát. Ách, thường thúc đôi mắt có chút co rụt lại, thân hình dừng lại, hắn vốn là nghĩ 5 người cự ly xa không ngừng công kích Giang Dật, chậm rãi đem hắn mài chết. Lại không nghĩ rằng 4 người như thế lỗ mãng tự vọt tới, hắn được chứng kiến Giang Dật hỏa diễm kinh khủng, giờ phút này còn lòng còn sợ hãi, mặc dù đốt không chết hắn, nhưng tuyệt đối có thể đốt thành trọng thương. Nên vấn đề không lớn a. Thường thúc nghĩ đến Giang Dật bị đông cứng, mà lại 4 người liên thủ công kích có thể đánh giết trong chớp mắt Giang Dật, coi như hắn phóng hỏa không bao giờ cũng đốt không chết mọi người, nhiều nhất bị thương thôi. Đối với phong vương cấp cường giả tới nói chỉ cần không chết, lại lần nữa tổn thương đều có thể khôi phục. Ông, không gian bị đông cứng, Giang Dật thân thể không động được, nhưng không có nghĩa là hắn thiên lực không thể vận chuyển, không có nghĩa là trong cơ thể hắn không thể vận chuyển huyền hoàng chi lực, không có nghĩa là hắn không thể phóng thích hoang hỏa. Hắn thể lực huyền hoàng chi lực điên cuồng vận chuyển, lần này hắn không có phóng thích hỏa linh châu bên trong hoang hỏa, vẫn không dùng tới, thứ 9 khỏa tinh thần bên trong lục sắc hỏa diễm vận chuyển mà ra. Cái này lục sắc hỏa diễm là hoang hỏa cùng trước kia 5 loại dung hợp hỏa diễm dung hợp mà thành, so hoang hỏa càng bá đạo mấy lần, dù Thiên Vương liền là bị cái này hỏa diễm đốt sống chết tươi. Giang Dật vừa rồi không nghĩ tới triệt để cùng thiên giới hào môn trở mặt, chính hắn đều không sống nổi, còn có cái gì cố kỵ. Đâm phá thiên lại nói, suy suy, tại 4 người tới gần Giang Dật trăm trượng lúc, hắn bị đông cứng thân thể giờ khắc này đột nhiên động, huyền hoàng chi lực tăng phúc phía dưới, hắn nhục thân tăng lên hơn 100 lần, so Kỳ Thanh Trần còn mạnh hơn mấy phần, cái này phạm vi lớn đông kết không gian tự nhiên không cách nào trói buộc hắn. Chết, hắn tay trái lục sắc hỏa diễm liên tục không ngừng phun ra, rất nhanh biến thành một đám lửa đốt như mây to lớn hỏa đoàn, tay phải hắn đột nhiên hướng phía trước đánh ra mấy chưởng, mấy đầu phong long mang theo cái này đoàn kinh khủng hỏa diễm hướng phía trước bao phủ đi, trước mới 4 đạo thân ảnh chính phi nhanh hướng hắn phóng tới. Chương 1613, lại diệt phong vương cấp. Bình thường tới nói, bất kỳ cái gì gia tộc có thể cho gia tộc thiếu gia tiểu thư làm hộ vệ cường giả, đều không phải là tuyệt đỉnh cường giả. Trừ phi cái kia gia tộc tộc trưởng là não tàn, cường giả tuyệt đỉnh đều có tôn nghiêm, như thế nào lại cả ngày đi theo một cái tiểu thí hài loạn chuyển, sở dĩ cái này 4 cái phong vương cấp cường giả cũng không tính là rất mạnh, sở dĩ. Tại lục sắc hỏa diễm sau khi xuất hiện, 4 người này bi kịch. 4 người tại hỏa diễm xuất hiện một khắc này tự cảm nhận được uy lực, một khắc này 4 người trong lòng kết luận giống như bọn hắn không trốn, tuyệt đối phải tươi sống bị thiêu chết. Coi như đào tẩu cũng không nhất định có thể tuyệt đối sống sót, sở dĩ bọn hắn cùng Du Thiên Vương lúc trước đồng dạng, nội tâm rất là xoắn xuýt. Khoảng cách Giang Dật gần như vậy, cưỡng ép xuất thủ, có rất lớn cơ hội chém giết Giang Dật, đương nhiên cuối cùng khẳng định sẽ bị đốt sống chết tươi. Giống như trốn đồng dạng có thể cũng sẽ chết, cái này lựa chọn phi thường khó khăn. Cuối cùng 3 người vẫn là lựa chọn đào tẩu, không muốn liều mạng, bọn hắn cho rằng Giang Dật một tiểu nhân vật không đáng giá bọn hắn liều mạng. Có một người lựa chọn liều mạng, nội tâm của hắn có một tia huyễn tưởng, coi là diệt sát Giang Dật cái này hỏa diễm tự nhiên sẽ tiêu tán, đến lúc đó sống sót cơ hội hội lớn hơn mấy phần. Thương Sơn Phủ, trong tay hắn cự phủ đối Giang Dật hung hăng đánh xuống, đồng thời một bên khác trong tay một viên tị hỏa châu xuất hiện, hắn nghĩ liều mạng là bởi vì có một viên tị hỏa châu, cho rằng hạt châu này có thể cho hắn ngăn trở một hơi thời gian. Giang giác, hắn vẫn là quá ngây thơ rồi, tị hỏa châu trong nháy mắt bạo liệt, cái kia đem hóa thành tàn ảnh đầu phủ ngược lại là hung hăng bổ vào Giang Dật trên thân, đem Giang Dật cho đập ầm ầm bay ra ngoài, liên đới đằng sau ngay tại bốc cháy kiếm sát tộc đều cho ném ra một đầu chân không mang theo. Không chết, hắn trong đôi mắt đều là kinh nghi, hắn toàn lực một chảm thế mà không có đánh chết tươi Giang Dật, cái này chỉ có một lời giải thích, Giang Dật nhục thân phi thường cường đại, không yếu hơn hắn. Trong mắt của hắn kinh nghi rất nhanh chuyển hóa thành hoảng sợ, kia lục sắc hỏa diễm không phải thần thông bí thuật, mà là chân thực hỏa diễm, sẽ không bởi vì Giang Dật bị đập bay mà tiêu tán, coi như Giang Dật bị chém giết cái này hỏa diễm đồng dạng vẫn là tồn tại. Hắn đã không có thời gian chạy trốn, thân thể bị cuốn tới hỏa diễm bao phủ đi vào, kinh khủng nhiệt độ cao để toàn thân hắn dấy lên hừng hực liệt hỏa. Hắn ở trên bầu trời lăn lộn không ngớt, cuồng loạn chu lên, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đốt thành bột mịn, cuối cùng chỉ để lại một kiện nguyên thủy linh bảo chiến giáp cùng một viên không gian giới chỉ, cùng cái kia đem cự đại phủ đầu phiêu phù ở giữa không trung. Tiểu thư, cứu ta, công tử mau trốn, phụ cận còn có vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, lục sắc hỏa diễm nhiệt độ cao quá kinh khủng, toàn bộ kiếm sát tộc đều dấy lên hừng hực liệt hỏa, phương viên vạn lý xương trắng đều tiêu tán, kinh khủng nhiệt độ cao để không gian đều bắt đầu vặn vẹo, phía dưới hòn đảo bùn đất biến thành màu nâu đỏ, những thực vật kia càng là sớm bị thiêu hủy. Hơn vạn cường giả ít nhất có hơn phân nửa ở trên đảo, giữa không trung lăn lộn vặn vẹo, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang vọng hoàn vũ, đâm thủng bầu trời. Hiu hiu hiu, mấy tên công tử tiểu thư trước tiên tại còn lại 3 tên phong vương cấp cường giả hộ vệ dưới lui lại, các nàng nghe những cái kia thảm tuyệt luân cũng chính là chu lên, nhìn xem thủ hạ có lẽ tộc nhân thống khổ bị thiêu chết, toàn bộ sắc mặt người trở nên trắng bệch, kia 2 tên tiểu thư thân thể mềm mại còn tại run rẩy không ngừng. Vù vù, Thường Thúc mấy người hoảng sợ trốn thoát, Thường Thúc rất thông minh không có tới gần, thụ thương không tính trọng. 3 người kia lại toàn thân đều trở nên cháy đen, trên mặt không có một khối thịt ngon, nếu không phải bọn hắn trốn được nhanh đoán chừng cũng bị thiêu chết. Trốn, Một đạo băng lãnh thanh âm vang vọng khắp nơi, Giang Dật từ đằng xa nổ bắn ra mà ra, trên người hắn đằng đằng sát khí, ánh mắt xa xa nhìn qua bên này công tử tiểu thư, ngưng âm thanh quát lạnh, hôm nay tất cả mọi người muốn chết, ngày này sang năm liền là các ngươi những này bao cỏ công tử ngày rỗ, hai cái này nũng nịu đại mỹ nhân, lưu cho ta làm tiểu thiếp đi. Giang Dật một bên phi hành, bên người lại không ngừng phóng thích kiếm sát tộc, hắn lăng không bay tới, trong tay lục sắc quang mũi nhọn lấp lánh không ngớt, khắp nơi nhiệt độ thoáng cái cao nhất hạ thấp, ánh mắt của hắn biến thành huyết hồng sắc, mái tóc màu đỏ bay múa, phía sau mấy vạn kiếm sát tộc đi theo, thoạt nhìn như là một tôn vô địch sát thần. Ách, thường thúc bọn người liếc nhau, rất nhiều người lúc đầu đằng đằng sát khí thoáng cái lại chần chờ. Giang Dật một cái nho nhỏ diệt ma chiến thần, lặp đi lặp lại nhiều lần để bọn hắn lau mắt mà nhìn. Diệt ma chiến thần cùng phong vương cấp kia là thiên địa khác biệt, tựa như cự long cùng sâu kiến có khác. Hôm nay cái này sâu kiến diệt một đầu cự long, bị cự long đập một kích nhưng không có thụ thương, trong mọi người tâm đều có đả cổ. Ai cũng không biết Giang Dật còn có cái gì cường đại thủ đoạn, vạn nhất nhà bọn hắn công tử tiểu thư thật bị giết đâu. Lui, mặc dù còn lại mấy cái phong vương cấp cường giả rất muốn chém giết Giang Dật, nhưng sợ bọn họ ra tiểu chủ con xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Sở dĩ mấy người liếc nhau lựa chọn tạm thời thối lui, loạn tinh thành bên trong cường giả còn có nhiều như vậy, báo thù có thể từ từ sẽ đến, nhà bọn hắn công tử tiểu thư là tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Hưu, lập tức mấy tên phong vương cấp cường giả nhao nhao mang theo 8 vị công tử tiểu thư bằng nhanh nhất tốc độ đào tẩu, những cái kia may mắn sống sót phong hào thần đế phong hào chiến thần cũng hướng 4 phương 8 hướng trốn. Giang Dật phi hành thân thể bỗng nhiên ở giữa không trung, chờ chỉ chốc lát khóe miệng của hắn tiên huyết không cần tiền tuôn trào ra. Không sai, vừa rồi hắn là hù dọa mấy cái kia phong vương cấp cường giả, nếu không mấy người liều mạng phía dưới hắn tuyệt đối phải chết ở đây. Toàn thân hắn xương cốt có hơn phân nửa đều bị chấn đoạn, cũng may nơi này thần thức không thể dò xét, không phải vừa rồi hắn tự lộ tẩy. Phong vương cấp cường giả một kích toàn lực, cứ việc có nguyên thủy linh bảo, nhục thể của hắn nhưng so sánh phong vương cấp, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi thụ thương. Khoảng cách quá gần, nếu không phải hắn có lực thần quyết, có huyền hoàng chi lực, giờ phút này hắn đều bị đánh chết tươi. Ông, trong tay hắn hỗn nguyên châu lóe lên, đem độc linh phóng ra, đối độc linh hạ lệnh, đem sở hữu bảo vật thu lại, sau đó lập tức rời đi nơi này, ít nhất tiềm hành 100 vạn lý, tìm địa phương ẩn núp đi. Nói xong Giang Dật nuốt mấy cái thuốc chữa thương, mắt nhắm lại trực tiếp ngất đi. Cái này nhưng làm độc linh làm cho sợ hãi, vội vàng cấp hắn dùng thiên lực chữa thương một phen, lại thu nhập không gian thần khí bên trong. TT, độc linh bốn phía quét qua, nhìn thấy đầy đất tàn thi cùng vô số trôi nổi bảo vật, còn có rất nhiều còn tại bốc cháy kiếm sát tộc, hắn hít vào mấy cái hơi lạnh. Theo cái này tan hoang sơ xác chiến trường, có thể tưởng tượng chiến đấu mới vừa rồi là cỡ nào thảm liệt. Nguyên thủy linh bảo, độc linh ánh mắt rất nhanh bị một cái đầu phủ cùng một kiện chiến giáp hấp dẫn, lại có 2 kiện nguyên thủy linh bảo, hắn phi thân đi qua đem sở hữu bảo vật đều thu vào, sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng. Có thể có được nguyên thủy linh bảo tuyệt đối là phong vương cấp cường giả, Giang Dật vừa rồi lại giết phong vương cấp cường giả, vẫn là thiên giới đại gia tộc phong vương cấp. Không biết mấy cái kia công tử tiểu thư là không cũng bị giết, tóm lại chuyện hôm nay lớn rồi. Trốn, Giang Dật để độc linh tiềm hành 100 vạn lý, độc linh lại cảm giác 100 vạn lý cũng không an toàn, giống như không phải hắn không biết làm sao hồi trở lại địa giới, hắn đều sẽ trực tiếp trở về địa giới. Hắn tin tưởng không được bao lâu, toàn bộ hỗn độn hải đều sẽ nháo lật trời, giống như không tìm cái tuyệt đối ẩn nấp địa phương ẩn núp, 3 người các nàng khó thoát khỏi cái chết. Chương 1614, biến thiên, hỗn độn hải hoàn toàn chính xác biến thiên, tại kia 8 cái công tử tiểu thư sau khi trở về, loạn tinh đảo sôi trào. Vô số công tử tiểu thư nổi giận, tứ đại gia tộc tộc trưởng nhận được tin tức sau lập tức hạ lệnh, toàn bộ bạo loạn tinh hải động, chỉ vì đánh giết Giang Dật. Giống như Giang Dật không khoảnh khắc ai nhiều người, thậm chí không giết cái kia phong vương cấp cường giả đều vô sự. Phong vương cấp cường giả coi như đối với thiên giới hào môn tới nói đều là cường giả tuyệt đỉnh, bị một cái địa giới người giết, khẩu khí này làm sao nuốt được, đây chính là mất đi sở hữu thiên giới hào môn mặt a. Tứ đại gia tộc kỳ thật cũng không phải là rất muốn cùng địa giới trở mặt, dù sao cũng là hàng xóm, địa giới cường giả không thể so với hỗn độn hải thiếu. Bất quá thiên giới hào môn đối với bọn hắn tới nói là chủ tử, là bảo vệ hắn bọn họ không bị minh giới hủy diệt chỗ dựa, là sở hữu nhân tộc trụ cột. Cái này trụ cột là 4 vị đại đế cùng vô số thiên giới hào môn nâng lên, sở dĩ tại những công tử này tiểu thư đều giận dữ về sau, bọn hắn chỉ có thể phái ra vô số trinh sát bắt đầu đầy trời lục soát, tìm kiếm Giang Dật. Các công tử tiểu thư mang tới phần lớn người đều phái đi ra, còn theo thiên giới bắt đầu điều người, tứ đại gia tộc điều tập 100 vạn người, đem phương viên ức vạn lý bao bọc vây quanh, từng cái lục soát. Đồng thời tứ đại gia tộc một trong Đinh Gia còn xuất ra một loại thần kỳ bảo vật, có thể dò xét ẩn thân tiềm hành người. Loại bảo vật này chỉ có Đinh gia có, tên là Thủy Tinh Thạch. Cái này thạch đầu quán chú thiên lực có thể chấn động bốn phía không gian, mặc dù Đinh gia lấy ra không phải cấp cao nhất Thủy Tinh Thạch, chấn động không gian không phải rất lợi hại. Nhưng dùng để dò xét tiềm ẩn độc linh cùng Giang Dật là không còn gì tốt hơn, mà lại cấp thấp Thủy Tinh Thạch Đinh gia bó lớn, điều tra người gần như trong tay mỗi người có một cái. Tiềm ẩn thuật không phải chân chính biến mất trên không trung, chỉ là ẩn thân người khác dò xét không đến thôi. Bọn hắn vẫn là có thực thể, lần trước bị một cái hồng mông cấp hỗn độn thú chấn một cái lập tức tự hiển lộ thân hình. Giống như bị Thủy Tinh Thạch chấn động không gian đợt bao phủ, bọn hắn thân hình sẽ không bại lộ, nhưng chỗ kia không gian lại có dị dạng, điều tra người sẽ lập tức phát hiện. Hơn 1 triệu người, số người này còn tại không ngừng gia tăng, toàn bộ Loạn Tinh Quần Đảo đều là người, rất nhiều người đều cầm Thủy Tinh Thạch, ngày đêm tìm kiếm, không có buông tha bất kỳ địa phương nào. Sở hữu thành trì đều đóng lại, chỉ cho ra không cho phép vào, đại đa số công tử tiểu thư đem phong vương cấp cường giả phái ra ngoài, thề phải đánh giết Giang Dật. Nhưng mà, nhiều người như vậy dòng dã tìm 2 ngày 2 đêm nhưng không có bất luận phát hiện gì, Giang Dật hư không tiêu thất, không có bất kỳ người nào tao ngộ, cũng không có bất kỳ cái gì manh mối. Ngắn như vậy thời gian, Giang Dật tốc độ coi như lại nhanh, cũng không có khả năng thoát đi Loạn Tinh Quần Đảo. Vấn đề ở chỗ nào, hắn đến cùng giấu ở nơi nào, phải chăng đã rời đi Hỗn Độn Hải? Ai cũng không biết, tất cả mọi người không nghĩ ra. Mọi người lại không thể dễ dàng như vậy liền từ bỏ, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm, bất quá đã qua 2 ngày, ai cũng không ôm hy vọng, xem ra cái kia phong vương cấp cùng kia mấy ngàn người là chết vô ích. Truy sát đi địa giới, đám này công tử tiểu thư không có sao mà to gan như vậy, không phải bọn hắn sợ địa giới cường giả, mà là tứ đế có nghiêm lệnh, thiên giới công tử tiểu thư ai dám đi địa giới nháo sự, giết chết bất luận tội, bất luận cái gì nguyên nhân. Địa giới cùng nhân giới kia là thiên giới nền tảng, không có địa giới cùng nhân giới võ giả liên tục không ngừng trợ giúp, thiên giới đã sớm không chống nổi. Từng có qua thiên giới công tử hạ địa giới đi làm ẩu sự tình, sở dĩ tứ đế hạ lệnh, ai dám hạ giới nháo sự không hỏi nguyên do, ngay tại chỗ giết chết. Ngày thứ 3, ngày thứ 4, ngày thứ 5, tại sau 5 ngày, lục soát người rút về tới. Thời gian dài như vậy tìm không thấy, chỉ có 2 cái có thể, hoặc là Giang Dật đã thoát đi Loạn Tinh Quần Đảo, hoặc là đã lợi dụng đại thần thông trở về địa giới. Mặc kệ là loại nào tình huống, Giang Dật đều khó có khả năng tìm được. Hỗn Độn Hải quá lớn, coi như triệu tập ngàn vạn người cũng không có khả năng tìm tới Giang Dật. Loại tình huống thứ 2 cũng có rất lớn có thể, bởi vì những công tử kia các tiểu thư trên tay đều có một loại thần kỳ bảo vật, thần độn phù. Cái này thần độn phù một khi vận dụng, các nàng sẽ lập tức bị truyền tống về thiên giới đặc biệt địa điểm. Thứ này phi thường quý giá, thường thường không đến sắp chết các nàng cũng sẽ không vận dụng, bao quát một chút phong vương cấp hộ vệ đều không có. Nhưng vạn nhất Giang Dật trên thân vừa vặn có một cái, đâu nói thế nào đều là địa giới đệ nhất thiên tài, cùng địa giới rất nhiều đại nhân vật đều quan hệ không ít. Giang Dật không có tìm được, ngược lại là tìm được những người khác, còn lại 3 cái có được Diệt Ma Châu người bị phát hiện. Đều là người của thiên giới, có một cái là tiểu gia tộc công tử. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, 3 cái Diệt Ma Châu đều bị cướp đoạt, ngoại trừ cái kia tiểu gia tộc công tử bên ngoài, 2 người khác đều bị chém giết. Các công tử tiểu thư đều có khí không có địa phương ra, 3 người này vừa vặn đụng hỏng súng. 27 mai Diệt Ma Châu bị bắt rồi, 26 mai, Diệt Ma Các sẽ mở ra, không ai đi chú ý Giang Dật. Bắt đầu thương nghị làm sao chia tang, một chút không có Diệt Ma Châu công tử tiểu thư, không có khả năng một chuyến tay không, trong lịch sử những này đại gia tộc đều sẽ phân ra một chút danh ngạch, lần này cũng không ngoại lệ. Trải qua cò kè mặc cả, các loại vụng trộm giao dịch, cuối cùng tiến vào Diệt Ma Cung danh ngạch xác định. Sở hữu công tử tiểu thư đều có danh ngạch, bất quá một chút công tử tiểu thư muốn mang phong vương cấp hộ vệ đi vào tựu không thể nào. Lần này đi vào người chia làm 4 cái tập đoàn, Đao Phong công tử, Công Dương tiểu thư, Kha tiểu thư, cùng Hỗn Độn Hải 4 cái gia tộc, phân biệt dẫn một đám người đi vào. Tại ngày thứ 6, sở hữu các công tử tiểu thư đều xuất động, đi Diệt Ma Cung muốn xuất hiện địa vực. Vậy cái kia phụ cận bị đại quân đoàn vây quanh, cấm chế người bình thường tới gần, mọi người tại phụ cận hòn đảo an tọa, chậm đợi Diệt Ma Cung xuất hiện. Thiếu chủ, thượng tướng quân, những người kia đều đi, chúng ta làm sao bây giờ? Loạn Tinh thành một tòa lâu đài nhỏ bên trong, Độc Linh như u hồn nhẹ nhàng vào đây, hướng ngay tại an tọa Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần bẩm báo nói. Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần đang lúc bế quan đánh sai, nghe được Độc Linh hỏi thăm, 2 người mở to mắt. Kỳ Thanh Trần phi thường quả quyết nói ra, không vội, Diệt Ma Cung đại môn mở ra có 1 ngày thời gian, chờ Diệt Ma Cung xuất hiện nửa ngày sau chúng ta lại cử động thân. Nguy hiểm nhất địa phương, an toàn nhất địa phương. Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần Độc Linh cái này mấy ngày vẫn luôn trốn ở Loạn Tinh thành bên trong, ngay tại chư vị công tử tiểu thư ngay dưới mắt. Những người kia sở dĩ tìm không thấy các nàng, cũng là không nghĩ tới các nàng có như thế gan to, lại dám vào Loạn Tinh Thành, dám ở nhiều như vậy phong vương cấp cường giả ngay dưới mắt ẩn núp. Mỹ Ảnh tộc là cấp cao nhất trinh sát cùng thích khách, Độc Linh tại địa sát giới kinh lịch vô số tái sinh chết truy sát, hắn không dám nói là Mỹ Ảnh tộc tối cường trinh sát cùng thích khách, nhưng tuyệt đối là cấp cao nhất một trong. Hắn phi thường thông minh, Giang Dật hôn mê sau hắn trước tiên thoát đi, theo sát kia 8 tên công tử tiểu thư tiến vào Loạn Tinh Thành, tìm được một cái tiểu viện đem gia đình này cho khống chế, sau đó tại gia đình này yểm hộ hạ an nhàn ẩn núp xuống tới. Loạn Tinh Thành cường giả như mây, vấn đề là nơi này không thể phóng thích thần thức, mà lại cái này thành trì rất nhanh liền phong tỏa. Ai cũng nghĩ không ra Độc Linh đã sớm ẩn núp vào đây, căn bản không ai lục soát trong thành trì, sở dĩ không ai biết rõ ba người một mực tiềm phục tại thành nội. Thiếu chủ, thượng tướng quân, Độc Linh suy nghĩ một chút vẫn là có chút lo lắng nói ra, ta cảm thấy vẫn là lẻn về địa giới được rồi, lần này quá nguy hiểm, diệt ma cung tốt vào, sợ là cầm bảo vật đi không được a. Độc Linh, ngươi nếu là sợ, ngươi có thể trở về địa giới chờ chúng ta. Giang Dật bật cười lớn nói, đan võ đạo tu luyện, nghịch thiên cải mệnh, không có nghịch thiên chi tâm có thể nào đạp vào đỉnh phong giống như sợ sợ kia, chúng ta cũng đừng tu luyện, về nhà mỗi ngày ôm nữ nhân đi ngủ tốt. Một đám thiên giới bao cỏ công tử, có sợ gì chi chân chính đỉnh cấp công tử sẽ đến tầm bảo tuyệt đối đi cùng minh giới đại quân sinh tử chém giết đi, thảo a. Chương 1615, mạnh mẽ xông tới. Trên thực tế, trả lại Giang Dật nói chúng, thiên giới chân chính công tử nhà giàu tiểu thư đều không có tham dự lần này tầm bảo, 4 vị đại đế gia liền không có một người đến đây. Còn có còn lại mấy cái đỉnh cấp hào môn cũng không người đến, chỉ có Đao Phong Công Dương tiểu thư cùng Kha tiểu thư xem như cấp cao nhất hào môn một trong. Hưu, một ngày về sau, Độc Linh nhẹ nhàng trở về, hắn dò xét tình báo là một thanh hảo thủ, phía ngoài chuyện gì xảy ra đều chạy không khỏi hắn dò xét. Hắn chắp tay bẩm báo nói, thiếu chủ, thượng tướng quân, diệt ma cung xuất hiện, Loạn Tinh Thành rất nhiều người nhận được tin tức. Nửa ngày sau xuất phát, Kỳ Thanh Trần phi thường quả quyết hạ lệnh, Giang Dật nhẹ gật đầu, Độc Linh lại bay ra ngoài, đi tìm hiểu diệt ma cung tình huống bên kia. Giang Dật cầm trong tay thần thụ diệp, chuẩn bị tiếp tục bế quan lĩnh hội lực thần quyết cùng bản nguyên áo nghĩa, Kỳ Thanh Trần nhìn vài lần, rốt cục không chịu nổi hiếu kỳ hỏi, Giang Dật, người lúc tu luyện vì sao luôn luôn cầm mảnh này lá cây, cái này lá cây có chỗ lợi gì? Ha ha, Giang Dật cười cười, đem thần thụ diệp đưa cho Kỳ Thanh Trần nói, ngươi thiên lực quán chú, sau đó nhập định thử một chút. Kỳ Thanh Trần hồ nghi nhận lấy, nàng thiên lực quán chú thần thụ diệp có chút tỏa sáng, nhắm mắt nhập định rất nhanh liền đầy mắt khiếp sợ mở mắt ra nói, cái này. Hắc hắc, Giang Dật cười cười, cũng không có nói cái gì. Kỳ Thanh Trần mở to hai mắt cẩn thận lật xem một lượt thần thụ diệp, rất nhanh đôi mắt sáng lên kinh hô lên, Giang Dật, đây là viên kia thần thụ lá cây vị đại nhân kia đưa cho ngươi. Đúng thế, Giang Dật trầm ngâm một phen, nói ra, ngươi cũng đừng hỏi nhiều, kỳ thật. Ta cũng không biết vị đại nhân này, tại sao lại đưa ta mảnh này lá cây, tại sao lại giúp ta cũng không biết, nàng là rời đi luyện ngục bí cảnh, vẫn là không muốn gặp ta. Hảo hảo thu, thứ này tuyệt đối so đạo thiên linh bảo còn đáng tiền. Kỳ Thanh Trần đem thần thụ diệp đưa cho Giang Dật, nhìn kỹ hắn vài lần nói, bí mật trên người của ngươi thật nhiều, ta luôn cảm giác nhìn không thấu được ngươi. Hắc hắc, Giang Dật chế nhạo nhìn qua Kỳ Thanh Trần nói, trên người của ta hoàn toàn chính xác còn có một số bí mật, bất quá. Những bí mật này cũng không thể nói cho ngươi, dù sao ngươi không phải ta người. Phi, Kỳ Thanh Trần khẽ gắt một tiếng, hung dữ chừng Giang Dật một chút, cáu giận nói, Giang Dật, ta thế nhưng là trưởng bối của ngươi, chú ý lời nói của ngươi. Trưởng bối, Giang Dật không làm, không phục nói ra, mẫu thân của ta thành danh thời điểm, ngươi mới vừa vặn xuất sinh, mặc dù đằng sau ngươi cùng ta mẫu thân nổi danh, nhưng theo lý thuyết ngươi cũng là vãn bối của nàng. Sở dĩ ngươi cùng ta là cùng thế hệ, khác đừng chiếm của ta tiện nghi, theo các ngươi địa giới thời gian tính toán, ngươi vẫn là thiếu nữ đâu, kêu cái gì trưởng bối, đều gọi già, nếu không về sau ta bảo ngươi cô. Cô, Kỳ Thanh Trần không biết trả lời như thế nào, bị Giang Dật gọi cô kia hoàn toàn chính xác gọi già. Theo địa giới thế giới coi như nàng đích thật là thiếu nữ, không bao giờ cũng không biết lấy cái gì nói phản bác Giang Dật, cuối cùng dứt khoát tức giận quay đầu ra, bế quan tu luyện không để ý tới Giang Dật. Ha ha, Giang Dật lần nữa cười một tiếng, nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Hai người quyết định chú ý nửa ngày sau lại vào diệt ma cung, căn bản không để ý tới tình huống bên ngoài, trọn vẹn qua nửa ngày thời gian, Độc Linh vào đây hai người mới mở to mắt. Thiếu chủ, thượng tướng quân, thành nội không có như vậy nghiêm. Bất quá diệt ma cung bên kia đề phòng vẫn như cũ rất nghiêm ngặt, có hơn 10 vạn người đem diệt ma cung vây lại, ta không dám tới gần. Độc Linh hồi báo tình huống để Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần lông mày nhíu lên, hai người liếc nhau, Kỳ Thanh Trần nhìn qua Giang Dật nói, có nắm chắc xông đi vào sao? Không có vấn đề, Giang Dật rất khẳng định nói ra, tự xem đoạt bảo sau làm sao rời đi, việc này ngươi có nắm chắc không? Giống như tình báo không sai, vấn đề không lớn. Kỳ Thanh Trần giải thích nói, Diệt Ma Cung nội lối ra nghe nói rất nhiều, tùy thời có thể dùng truyền tống ra, mà lại truyền tống phạm vi là phương viên trăm vạn lý lập tức, trừ phi chúng ta vận khí đặc biệt chênh lệch, phụ cận vừa vặn có rất nhiều phong vương cấp cường giả. Loại kia cái gì đi? Giang Dật vung tay lên, đem Kỳ Thanh Trần thu nhập Hỗn Nguyên Châu bên trong, cùng Độc Linh hai người thả ra tiềm ẩn thuật vụng trộm chạy ra khỏi tòa thành bên ngoài. Thành nội giới nghiêm quả nhiên không còn nghiêm khắc như vậy, thành trì phía trên đều không có mở ra cấm chế vòng bảo hộ. Hai người không có đi cửa thành bay thẳng bắn ra thành trì, hướng Diệt Ma Cung phương hướng tiềm hành mà đi. Một đường thường xuyên có thể tao ngộ trinh sát tuần tra tiểu đội, trong tay những người này cầm thủy tinh thạch, nhưng Giang Dật cùng Độc Linh làm sao lại khiến cái này người tới gần. Hai người nhanh chóng tiềm hành tiểu nửa ngày đã tới Diệt Ma Cung phụ cận, nơi này trinh sát rõ ràng nhiều rất nhiều, gần như cách mỗi 10 dặm liền có thể nhìn thấy tuần tra vệ đội. Hai người tốc độ lúc nhanh lúc chậm, trái đột rẽ phải, không ngừng hướng Diệt Ma Cung chỗ khu vực bay đi. Tại sau nửa canh giờ, hai người đâm xuyên mấy chục tầng vòng vây tiến vào tận cùng bên trong nhất, xa xa thấy được một tòa khôi hoàng khí phái cung điện. Đây là một tòa hình tròn màu đen cung điện, phương viên có ngàn trượng đại, bên trong không cần phải nói có kỳ dị không gian, nếu không nhỏ như vậy địa phương, bên trong bảo vật đã sớm cho rời trống. Cung điện từ bên ngoài xem chia làm 3 tầng, chỉ có một đại môn, thành cung bên trên điêu khắc đủ loại kỳ dị phù điêu, nhìn rất huyền diệu. Giang Dật nhìn qua đạo kim quang kia lòe lòe đại môn lông mày nhíu lên, bởi vì ngoài cửa lớn đứng đấy dòng dã 20 cái phong vương cấp, tất cả nhân thủ bên trong binh khí xuất hiện, chiến giáp hiển hiện, rõ ràng là phòng ngừa hắn đi vào, hoặc là phòng ngừa có người quấy rối. Nhiều người như vậy giữ vững đại môn, nghĩ vô thanh vô tức đi vào là không thể nào, như vậy chỉ còn lại 2 con đường, hoặc là mạnh mẽ xông tới, hoặc là dẫn ra những người này. Độc Linh, đợi lát nữa người cùng ta cùng một chỗ tiến lên, tại khoảng cách ngàn trượng lúc người phóng thích phân thân thuật, sau đó trước tiên tiến vào Hỗn Nguyên Châu bên trong. Giang Dật cuối cùng lựa chọn mạnh mẽ xông tới, 20 người không có khả năng toàn bộ dẫn ra, như thế ngược lại lại càng dễ xảy ra chuyện. Có được Diệt Ma Châu người đã sớm tiến vào, những người này là không có tư cách đi vào. Chỉ cần cho hắn một hơi thời gian, hắn liền có thể xông đi vào. Thiếu chủ cẩn thận, Độc Linh toàn thân kéo căng, hô hấp đều đình chỉ, Giang Dật phung tay lên, hai người như kiểu lưỡi kiếm sắc bén một trước một sau hướng phía trước phóng đi. Bọn hắn khoảng cách Diệt Ma Cung đại môn chỉ có hơn 1 vạn trượng, nếu như không có người chặn đường, điểm ấy khoảng cách chỉ là 2 hơi thời gian liền có thể đâm xuyên. 1 vạn trượng, 5.000 trượng, 3.000 trượng, Độc Linh, Giang Dật nhìn thấy một cái lão giả ánh mắt hướng bên này quét tới, hắn không có chút gì do dự quát lớn, Độc Linh thân thể lập tức thoáng hiện, thân thể chia ra mấy trăm phân thân hướng phía trước hai bên mà đi. Ách, 20 cái phong vương cấp cường giả đều đã bị kinh động, nhìn qua mấy trăm Độc Linh cầm dao găm hướng bọn họ đâm tới, bản năng muốn xuất thủ công kích. Ở chỗ này thần thức nhận lấy áp chế, ai cũng nhìn không thấu cái nào là chân thân, cái nào là giả thân. Ông, Độc Linh trước tiên bị Giang Dật thu nhập Hỗn Nguyên Châu bên trong, thân thể của hắn phủ bên ngoài, trong tay hắn lục sắc hỏa diễm xuất hiện, hắn đột nhiên hướng phía trước đánh ra, gầm thét toàn bộ chết đi cho ta. TT, 20 người vừa rồi lực chú ý đều bị Độc Linh phân thân hấp dẫn, tại Giang Dật hiển hiện sau mới thức tỉnh tới, nhưng chờ bọn hắn nghĩ lúc công kích, kia lục sắc hỏa diễm đã xuất hiện, hóa thành một mảnh sóng nhiệt hướng bọn họ quét sạch. 20 người đều bị hù dọa, cái này hỏa diễm thế nhưng là có thể thiêu chết phong vương cấp cường giả, sở dĩ không có người nào do dự đều hướng hai bên bay đi. Không được, bọn hắn lui lại ngàn trượng sau đều tỉnh ngộ lại, toàn bộ người đột nhiên hướng Diệt Ma Cung đại môn phóng thích công kích, nhưng Giang Dật vận dụng huyền hoàng chi lực, tốc độ tiêu thăng, đã hóa thành quét qua tàn ảnh vọt vào Diệt Ma Cung trong cửa lớn. Ông, khi tiến vào đại môn thời điểm Độc Linh cùng Kỳ Thanh Trần đều bị một cỗ kỳ dị chi lực chấn động ra, Giang Dật tỉnh ngộ lại, trong tay Diệt Ma Châu xuất hiện, 3 người trong nháy mắt bị Diệt Ma Cung cấm chế bao phủ đi vào, biến mất tại trong cửa lớn. Nguy rồi, 20 tên phong vương cấp cường giả tương hỗ đối mặt vài lần, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn 20 người tại cái này thủ hộ, nhưng vẫn là bị Giang Dật tên sát tinh này tiến vào. Bên trong thế nhưng là có 10 mấy cái công tử tiểu thư a, cái này vạn nhất xảy ra chuyện gì, bọn hắn như thế nào cùng riêng phần mình gia tộc bàn giao. Nhanh đưa tin trở về, bẩm báo tộc trưởng. Vô số quát lớn tiếng vang lên, bốn phía hoàn toàn đại loạn, tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên phá lệ ngưng trọng, lần này sợ là xảy ra đại sự a. Chương 1616, cưỡng đoạt, dùng trí, lấy không. Cái này Diệt Ma Cung quả nhiên là một cái siêu cấp lớn không gian thần khí. Một đạo bạch quang hiện lên, Giang Dật ba người ra một mảnh khu rừng rậm rạp bên trong, Giang Dật tùy ý liếc mấy cái ấn chứng nội tâm phỏng đoán. Đã diệt ma đại đế có chỗ bố trí, bên trong bảo vật quả quyết sẽ không đặt tại từng cái gian phòng bên trong để cho người ta nhẹ nhõm cầm lấy đi. Thần thức không thể dò xét, Kỳ Thanh Trần quan sát một phen âm thầm gật đầu, xem ra nơi này bảo vật không phải dễ cầm như vậy, có thể hay không cầm tới hoàn toàn muốn nhìn thực lực cùng vận khí. Độc Linh, Giang Dật quát khẽ một tiếng, Độc Linh hóa thành một đạo bạch quang biến mất bắt đầu bốn phía dò xét, chính hắn lại không động mà là nhìn lên bầu trời tối tăm mờ mịt bầu trời, như có điều suy nghĩ hỏi Thanh Trần, nơi này có mấy tầng? Không biết, Kỳ Thanh Trần lắc đầu nói, bất quá ít nhất có 2 tầng, không có ai đi qua tầng thứ 3, sở dĩ không xác định có hay không tầng thứ 3. 2 tầng, Giang Dật con mắt có chút nheo lại, trầm ngâm một lát hỏi lần nữa, kia diệt ma kiếm cùng diệt ma giáp bị người đoạt được sao? Không có, Kỳ Thanh Trần phi thường khẳng định nói ra, kỳ thật các gia tại thiên giới đều có một ít người, có thể tương thiên giới tình báo truyền về, nếu có người đoạt được diệt ma kiếm cùng diệt ma giáp đoán chừng đã sớm truyền khắp thiên giới. Kia đi thôi, Giang Dật phung tay lên hướng phía trước đi đến, Kỳ Thanh Trần rất thuận theo đi theo hắn tiến lên. Đi vài bước Kỳ Thanh Trần hơi biến sắc mặt, nàng đột nhiên phát hiện một vấn đề. Tựa hồ nàng cùng Giang Dật hai người cùng một chỗ thời điểm, chủ tớ quan hệ thay đổi trước kia là Giang Dật đi theo nàng đi, lại biến thành nàng đi theo Giang Dật, mà lại Giang Dật nàng thế mà nói gì nghe nấy, đều không có suy nghĩ liền theo hắn đi. Nhìn qua Giang Dật kia như kiếm bóng lưng, Kỳ Thanh Trần đôi mắt trở nên có chút mơ hồ, nàng cũng không phải là nũng nịu tiểu nữ tử, ngược lại phi thường có chủ kiến, làm việc quả quyết dứt khoát. Từ nhỏ đến lớn rất nhiều chuyện đều là chính mình quyết định, Thiên Hàn Quân Chủ cũng không thể hoàn toàn tả hữu, nàng lại không biết chưa phát giác có chút ỉ lại Giang Dật. Vấn đề ở chỗ nào? Nàng rõ ràng không có biến, vậy chỉ có thể là Giang Dật vấn đề. Cái này nam nhân tựa hồ có loại trời sinh lãnh tụ năng lực, có thể bất chi bất giác lây nhiễm người khác, để người khác tin phục hắn, thuận theo hắn, duy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đây chẳng lẽ là nam nhân đặc biệt bá khí cùng mị lực sao? Kỳ Thanh Trần đi theo Giang Dật sau lưng, một đường hướng phía trước ghé qua tinh thần có chút hoảng hốt, phía trước Giang Dật đột nhiên dừng bước, xoay người lại một đôi tinh mang lòe lòe con ngươi nhìn chằm chằm Kỳ Thanh Trần hỏi, Thanh Trần, ngươi thế nào nơi này có thể sẽ có các loại cấm chế, ngươi sao có thể thất thần? Kỳ Thanh Trần miệng nhỏ khẽ nhếch, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, cũng không dám cùng Giang Dật đối mặt, cúi đầu xuống đi giống như là một cái làm sai sự tình hài tử. Lập tức nàng thẹn quá hóa giận hừ lạnh một tiếng nói, muốn ngươi giáo huấn. Hưu, Kỳ Thanh Trần hướng phía trước mới bay chạy mà đi, Giang Dật lắc đầu thở dài, lòng của nữ nhân, quả nhiên là kim dưới đáy biển a. Đi lại 100 dặm, một đường đều không có tao ngộ quái thú cùng cấm chế, không nhìn thấy bất luận kẻ nào, đương nhiên cũng không có tìm được bất luận cái gì bảo vật. Bốn phía đều là xâm lâm, các loại cổ xưa lão đại cây, dây leo, kỳ dị thực vật, tựa hồ rừng rậm này vĩnh viễn đi không đến cuối cùng. Độc Linh vẫn chưa về, Giang Dật chỉ có thể tiếp tục mang theo Kỳ Thanh Trần tiến lên, hai người ánh mắt như dao tại bốn phía đảo qua, thần thức không thể dò xét, chỉ có dựa vào con mắt. Gốc cây kia có gì đó quái lạ, lần nữa bôn tẩu hơn 10 dặm, Kỳ Thanh Trần bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn về phía trước một viên đại thụ che trời. Gốc cây kia dáng dấp có điểm đặc sắc, thân cây thoạt nhìn như là từng đầu dây leo quấn ở cùng nhau, tại hai người ánh mắt nhìn về phía cái này đại thụ lúc. Trên cành cây quấn quít lấy nhau dây leo tựa hồ đang chậm rãi nhúc nhích, phía trên lá cây nhưng không có một tia lay động. Cẩn thận một chút, khác đừng ngang nhiên xông qua. Cổ thụ thành tinh sự tình Giang Dật gặp rất nhiều, viên kia thần thụ vẫn là phong đế cấp cường giả đâu, hắn nhắm mắt lại thông qua thiên nhân hợp nhất trạng thái tinh tế cảm ứng, một lát sau trong tay hắn Thiên Hàn Châu vừa lấy ra hiện 10 mấy cái kiếm sát tộc. Đi, Giang Dật phung tay lên, 10 mấy cái kiếm sát tộc vào tới, đối đại thụ hung hăng đánh xuống, từng đạo kim thiết đụng nhau thanh âm vang lên. Sáng lên vài miếng hỏa hoa, Kỳ Thanh Trần đôi mắt sáng lên kinh hô lên, Giang Dật, cây này là bảo vật. Đích thật là bảo vật, vấn đề là bắt không được tới. Giang Dật mở to mắt cười khổ nói, ngươi xem phụ cận vết tích, trước đây không lâu rõ ràng đã có người tới qua, cũng nếm thử cầm xuống bảo vật này, nhưng cuối cùng bọn hắn từ bỏ. Kỳ Thanh Trần vừa rồi một mực chú ý cây này, không có lưu ý phụ cận vết tích, giờ phút này xem xét bốn phía quả nhiên có dấu vết con người. Thời gian trôi qua còn chưa không có quá lâu, nàng cẩn thận vây quanh đại thụ dạo qua một vòng, cuối cùng lắc đầu nói, Giang Dật, đừng quản cây này, đây không phải nguyên thủy linh bảo, hẳn là chỉ là một loại đặc biệt vật liệu, coi như lại chân quý vật liệu cũng luyện chế không ra nguyên thủy linh bảo, sở dĩ đừng tại đây lãng phí thời gian. Ha ha, Giang Dật không nhúc nhích, mà là lần nữa nhắm mắt lại, hắn trọn vẹn đứng 3 nén hương thời gian, thân thể đột nhiên động một cái, trong tay Hỏa Long kiếm xuất hiện đối bên cạnh một cây đại thụ hung hăng đánh xuống. Oanh, bên cạnh đại thụ đều là phổ thông đại thụ, nhẹ nhõm bị hỏa long kiếm lưng mỏi chém đứt. Giang Dật thân thể chớp động tại phụ cận không ngừng chém vào, nhưng để Kỳ Thanh Trần rất nghi ngờ là, hắn chỉ chặt một loại màu đỏ đại thụ, bên cạnh mấy loại cây lại một viên không chặt. Tại Giang Dật chặt trọn vẹn 99 khỏa đại thụ về sau, Kỳ Thanh Trần nhìn thấy bên này dây leo dao trước mà thành đại thụ đột nhiên quang mang lóe lên, không ngừng nhúc nhích, cuối cùng thế mà phân tán ra tới. Cái này, Kỳ Thanh Trần ánh mắt nhìn về phía đại thụ ở giữa, đầy mắt không dám tin, cảm giác có chút thiên phương dạ đàm, bởi vì đại thụ ở giữa thế mà cất giấu một cái hộp ngọc màu xanh. Cái hộp kia phi thường cổ phác, lưu truyền lên phù văn thần bí, hộp đều cao cấp như vậy, bên trong bảo vật có thể phổ thông sao? Kỳ Thanh Trần nhìn thấy Giang Dật con mắt còn không có mở ra, đứng ở đằng xa không nhúc nhích, nhô ra một đôi ngọc thủ liền muốn lấy ra hộp ngọc màu xanh. Giang Dật quát lớn, đừng nhúc nhích. Kỳ Thanh Trần tay thoáng cái rụt trở về, Giang Dật nhanh chân đi đến, theo trong giới chỉ lấy ra một cái trung phẩm thần khí trường kiếm đột nhiên hướng hộp ngọc màu xanh đánh tới. Ông, tại trường kiếm đâm vào thân cây ở giữa lúc, cả viên đại thụ quang mang lấp lánh, một cỗ khí tức kinh khủng theo trên đại thụ lưu chuyển mà ra, thanh trường kiếm kia trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Thấy Kỳ Thanh Trần gương mặt xinh đẹp trắng bệch, vừa rồi nếu là tay của nàng tham tiến vào, sợ là giờ phút này tay cũng thay đổi thành phấn vụn. Giang Dật lần nữa nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng thoáng cái, lại lấy ra một cái binh khí bắn vào, lần này binh khí không có nửa điểm sự tình, hắn đưa tay đi vào bắt lấy hộp lấy ra ngoài. Ông, thiên lực quán chú đi vào, hộp quang mang lưu chuyển mở ra, bên trong là khắp nơi óng ánh sáng long lanh màu xanh biếc lá cây. Kỳ Thanh Trần liếc mấy cái, kinh nghi thì thào, cái này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết thiên tiên diệp ai ra, cái này lá cây ít nhất giá trị 100 triệu thần nguyên A, cấp cao nhất linh hồn bổ dưỡng linh dược một trong. Giang Dật, ngươi quá lợi hại, ngươi là thế nào phát hiện? Rất đơn giản, Giang Dật cười nhạt một tiếng, nói, ngươi phải học được đổi vị suy nghĩ, giống như ngươi là diệt ma đại đế, ngươi sẽ để cho vào đây đoạt bảo người nhẹ nhõm thu hoạch bảo vật sao? Hiển nhiên sẽ không. Diệt ma đại đế là tuyệt đỉnh người thông minh, nếu không cũng không sẽ trở thành tựu đại đế. Hắn đã có thể khiến người ta vào đây tầm bảo, tự chứng minh tất cả bảo vật đều có thể thu hoạch được. Thu hoạch được bảo vật phương thức đơn giản là ba loại, đệ nhất cưỡng đoạt, đệ nhị dùng trí, đệ tam lấy không. Chương 1617, dỉ nước. Kỳ Thanh Trần đi qua một chút di tích cổ, phế tích, bí cảnh bên trong đi tìm bảo, nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe nói thu hoạch được bảo vật còn có mấy loại phương thức, lập tức hiếu kỳ dò hỏi, như thế nào cưỡng đoạt, như thế nào dùng trí, như thế nào lấy không đâu? Vẫn là đổi vị suy nghĩ. Giang Dật đi tìm rất nhiều lần bảo, mà lại cuối cùng đều có thể đạt được trọng bảo, hắn đối với bố trí loại này đoạt bảo chi địa chủ nhân tâm tư có một ít hiểu rõ. Bảo địa chủ nhân bản thân là một đường đạt được rất nhiều cơ duyên, mới lên như diều gặp gió có một phen thành tựu, bọn hắn bỏ mình trước sẽ đem chính mình sở hữu bảo vật đặt ở một chỗ, để cho người ta đi tìm bảo, là vì cho người trẻ tuổi một chút cơ duyên, trợ giúp bọn hắn trưởng thành cùng cường đại. Thích bố trí người đều là thông minh tuyệt đỉnh cường giả. Bọn hắn đồ vật chắc chắn sẽ không cho người ngu xuẩn thu hoạch được, cũng sẽ không cho thực lực quá thấp người đạt được, như thế ngược lại sẽ hại bọn hắn. Sở dĩ thường thường những này bố trí, đều sẽ khảo nghiệm đoạt bảo người thực lực cùng trí lực, đây chính là cưỡng đoạt cùng dùng trí. Một chút bảo vật chỉ cần thực lực đủ rồi, người liền có thể cưỡng ép phá tan cấm chế cùng trở ngại thu hoạch được. Một chút bảo vật lại cần xem thấu chủ nhân bố trí mới có thể thu được lấy, cái này cần cùng chủ nhân đấu trí. Tại Huyền Thần Cung bên trong, Giang Dật nhiều lần xem thấu huyền đế bố trí cùng dụng ý, mới có thể một đi ngang qua quan trảm tướng, đây chính là dùng trí. Loại thứ ba tốt hơn hiểu được, vận khí là thực lực một phần, có người trời sinh vận khí tốt, một đường có thể lên như diều gặp gió. Bố cục người sẽ cân nhắc điểm này, đem một chút bảo vật tùy ý vứt bỏ, có thể đụng vào liền là người vận khí nghịch thiên. Đương nhiên, loại này bằng vào vận khí lấy không đồ vật, tuyệt đối không phải trí bảo. Bố cục người chắc chắn sẽ không đem chính mình trọng yếu nhất bảo vật cho người ta lấy không. Ngươi kiểu nói này ta tựu đã hiểu, Giang Dật ngươi quá lợi hại. Kỳ Thanh Trần khẽ vuốt cằm, nghe Giang Dật một phen giải thích nàng sáng tỏ thông suốt. Nàng đi tìm rất nhiều lần bảo, trong đầu có một ít ý nghĩ nhưng cũng không rõ ràng, cũng không có đi suy nghĩ sâu xa, Giang Dật kiểu nói này tựu triệt để minh bạch. Đi, trên mặt nàng lộ ra vẻ hưng phấn, bảo vật có lẽ nàng cũng không phải là quá quan tâm, nhưng tầm bảo loại này quá trình, cùng diệt ma đại đế đấu trí đấu dũng để nàng dị thường hưng phấn. Giang Dật sờ lên cái mũi đi theo, hai người trong rừng rậm lao nhanh, đi một canh giờ còn không có tao ngộ bất luận kẻ nào, cũng không tiếp tục tìm tới bảo vật, Độc Linh thế mà còn chưa có trở lại. Kỳ Thanh Trần dừng chân lại, có chút lo lắng nhìn qua Giang Dật nói, Độc Linh có thể hay không xảy ra vấn đề gì, làm sao lâu như vậy còn không có đuổi theo. Ha ha, Giang Dật phi thường tự tin nói ra, nếu như là cái khác địa hình ta ngược lại thật ra có chút lo lắng. Nhưng tầng thứ nhất này là xâm lâm, ngươi yên tâm đi. Liền xem như cường đại phong vương cấp cường giả cũng giết không được Độc Linh, hắn là cấp cao nhất thích khách cùng trinh sát, hắn hẳn là đang tìm tầng thứ hai lối vào. Đã Giang Dật đã nói như vậy, Kỳ Thanh Trần không tiện hỏi nhiều, nàng lông mày vặn hỏi về nói, kia Giang Dật chúng ta hướng bên kia đi Diệt Ma Cung nội tầm bảo chỉ có một ngày thời gian, chẳng lẽ lại một mực tại bên trong đi dạo. Có thể có biện pháp nào đâu? Giang Dật cười khổ lắc đầu nói, chúng ta cũng không có Diệt Ma Cung nội địa đồ, chỉ có thể lung tung mò mẫm quay tìm tầng hai cửa vào. Nếu không chúng ta bay đi lên nhìn xem, phía trên khẳng định dễ tìm lối ra. Kỳ Thanh Trần đưa ra một cái ý nghĩ, Giang Dật vội vàng ngăn cản nàng, trong tay xuất hiện một thanh lợi kiếm đối trên không vọt tới. Suy suy, lợi kiếm bay lên cao trăm trượng uổng phí, một đạo bạch quang hiện lên thượng phẩm thần khí trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Giang Dật sau khi đi vào đều không có nghĩ qua bay đi lên, bởi vì hắn phi thường hiểu bố cục, giống như hắn là Diệt Ma Đại Đế tuyệt đối không thể để cho tầm bảo người bay lên không trung, nhẹ nhõm tìm tới cửa vào. Hưu, Kỳ Thanh Trần bất đắc dĩ chỉ có thể cùng Giang Dật tiếp tục chạy như điên, tầng thứ nhất này tựa hồ lớn đến không biên giới, căn bản đi không đến cuối cùng, hai người chuyển mấy canh giờ đều không có bất kỳ phát hiện nào. Diệt Ma Cung đã mở ra hơn 10 lần, bao nhiêu thiên giới hào môn thiên tài cường giả đi vào tầng thứ nhất này coi như khắp nơi trên đất là bảo vật, đoán chừng đã sớm dẹp xong. Phía trước giống như có tiếng nước, hẳn là có đầu tiểu hà a. Lần nữa đi nửa canh giờ, Kỳ Thanh Trần thính lực biến thái mơ hồ nghe được nước sông âm thanh, hai người chạy như điên quả nhiên thấy được một dòng sông nhỏ. Nước sông rất gấp, bất quá dòng sông cũng không lớn, phi thường nhạt một chút liền có thể xem thấu đáy sông, bên trong không có bất kỳ cái gì sinh vật, tiểu ngư đều không có một đầu. Kỳ Thanh Trần liếc mấy cái, phát hiện tiểu hà không có cái gì đặc thù liền không có nhìn nhiều, chuẩn bị vượt ngang tiểu hà tiếp tục tiến lên, nhưng Giang Dật lại không động, ngược lại nhắm mắt lại. Cái này tiểu hà có vấn đề, Kỳ Thanh Trần đối với Giang Dật phi thường tin phục, vội vàng cẩn thận quan sát tiểu hà, nhưng trọn vẹn quan sát một nén nhang nàng không có phát hiện vấn đề gì, cho Giang Dật mở to mắt về sau, nàng hồ nghi hỏi, Giang Dật, cái này dòng sông có vấn đề. Đúng, Giang Dật phi thường khẳng định gật đầu nói, nếu như ta không có đoán sai, chúng ta hẳn là tìm tới tầng thứ hai lối vào. Kỳ Thanh Trần miệng nhỏ mở ra, mặt mũi tràn đầy chấn kinh ngạc, một đầu lại phổ thông bất quá tiểu hà, thế mà ẩn chứa to lớn huyền cơ theo một dòng sông nhỏ liền có thể suy đoán ra cửa vào. Chẳng lẽ cửa vào tại tiểu hà hạ du? Kỳ Thanh Trần nửa tin nửa ngờ vấn đạo, rất là hoài nghi. Sai, là thượng du. Giang Dật không có giải thích, vung tay lên theo tiểu hà hướng lên trên du lịch chạy như điên, Kỳ Thanh Trần chỉ có thể đuổi theo, trên đường nàng hỏi thăm Giang Dật tại sao lại có phán đoán như thế, nhưng Giang Dật một mực mỉm cười không nói. Hưu, đi lại một canh giờ, phía trước đột nhiên bay tới một đạo u ảnh, Kỳ Thanh Trần như lâm đại địch, Giang Dật khoát tay cười nói, chớ khẩn trương, Độc Linh trở về, hắn hẳn là tìm tới cửa vào. Quả nhiên, một đạo ảnh tử ngưng hiện, Độc Linh xuất hiện chắp tay nói, thiếu chủ, thượng tướng quân, tìm tới tầng thứ hai lối vào, ngay tại phía trước mấy ngàn dặm, theo đầu này tiểu hà một đường tiến lên hội tiến vào trong một cái sơn động. Cửa vào ngay tại trong sơn động, phi thường ẩn nấp, tìm ta thật lâu đâu. Thần, Kỳ Thanh Trần xem quái vật nhìn xem Giang Dật, hỏi lại lần nữa, Giang Dật, làm sao ngươi biết cửa vào ngay tại tiểu hà thượng du? Thiếu chủ biết rõ. Độc Linh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Ha ha, Giang Dật cười nhạt một cái nói, kỳ thật đạo lý vô cùng đơn giản, Thanh Trần ngươi có thể không có chú ý một chút, tầng thứ nhất địa thế vô cùng bằng phẳng, cơ hồ là vùng đất bằng phẳng. Đã như vậy, tiểu hà nước tại sao lại vội vã như vậy? Đây chỉ có một lời giải thích, tiểu hà đầu nguồn tại phi thường cao vị trí, rất có thể đầu này tiểu hà là theo tầng thứ hai chảy ra tới. Đã tiểu hà có thể theo tầng thứ hai chảy ra, chúng ta cũng có thể lần theo tiểu hà tiến vào tầng thứ hai. Có đạo lý, Kỳ Thanh Trần bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, xem ra đây là Diệt Ma Đại Đế cố ý dò dỉ ra sơ hở, để tầm bảo người phát hiện cái này sơ hở đi theo vào tầng thứ hai a. Ngươi sai, Giang Dật lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía tiểu hà thượng du phương hướng, có chút ngưng trọng nói ra, lớn như thế sơ hở Diệt Ma Đại Đế không có khả năng lưu lại, cái này rất có thể là tầng hai một cái cấm chế cường đại bị người phá hủy, cái này tiểu hà mới có thể xuất hiện. Nói một cách khác, tầng hai bị người đánh xuyên qua, dỉ nước, giờ phút này tầng hai ta đoán chừng cường giả rất nhiều, chúng ta đi lên sau nhất định muốn cẩn thận hơn. Chương 1618, các ngươi không sợ chết. Quả nhiên rất bí mật, ba người theo tiểu hà tiến vào một cái sơn động, tiểu hà là theo trong sơn động đột nhiên dũng mãnh tiến ra, thoạt nhìn như là một cái suối phun, giống như không lưu ý ai sẽ chú ý tới. Mà lại theo sơn động hướng bên trong chạy hơn 10 dặm vẫn không có nhìn thấy bất kỳ vật gì, bên trong không có một tia sáng, thần thức không thể dò xét, nếu là bình thường người sợ là đã sớm lui ra ngoài đi. Độc Linh có thể tìm tới cái này cửa vào kỳ thật rất đơn giản. hắn là truy tìm lấy đám kia vào đây công tử tiểu thư hành thích tìm tới. Độc Linh dò xét chi thuật duy nhất bộ thiên giới, bất luận cái gì dấu vết để lại đều không gạt được hắn con mắt, nhiều như vậy công tử tiểu thư không có khả năng không lưu lại dấu vết. Phía trước chính là, lại du hành mấy dặm đường, Độc Linh nhắc nhở, Giang Dật lấy ra Hỏa Long Kiếm, thả ra mười mấy cái kiếm sát tộc, Kỳ Thanh Trần lấy ra cái kia thanh màu đỏ nhuyễn kiếm, hai người chiến giáp hiển hiện tùy thời chuẩn bị đi vào. Chờ chút, tại cửa vào lúc Giang Dật trong tay giới chỉ sáng lên, xuất hiện một cái không đầu trường thương cùng một kiện màu đen chiến giáp, phân biệt đưa cho Độc Linh cùng Kỳ Thanh Trần nói, các người đem binh khí này cùng chiến giáp luyện hóa, Độc Linh ngươi không thích chiến giáp này ta tự đưa cho Thanh Trần. Ách, Kỳ Thanh Trần cùng Độc Linh hai người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, Giang Dật thế nhưng là đem Du Thiên Vương chặt đầu thương, súng còn có trước đó không lâu thiêu chết cái kia phong vương cấp cường giả đạt được nguyên thủy linh bảo chiến giáp phân biệt cho các nàng, hơn nữa còn nói rõ là đưa. Thiếu chủ, ta đây không thể nhận, Độc Linh phi thường kiên định mở miệng nói, Kỳ Thanh Trần cũng lắc đầu nói, vô công bất thụ lộc, kỳ thật nhà ta có nguyên thủy linh bảo chiến giáp, ta là vì lịch luyện, lần trước phụ vương cho ta đều không muốn, Giang Dật nhận lấy đi. Đến lúc nào rồi, Giang Dật trừng mắt nói, đừng nói nhiều, ta cảm giác vào tầng 2 có thể sẽ có ác chiến, thứ này xem như tạm thời cho các ngươi mượn, các ngươi nếu là không muốn, quay đầu trả lại cho ta là được. Tốt à, Kỳ Thanh Trần không còn cự tuyệt, dù sao quay đầu có thể trả lại Giang Dật. Nàng cảm giác chính mình trở thành Giang Dật vướng víu, lần trước khai chiến Giang Dật liền không có đem nàng phóng xuất. Độc Linh nghĩ cuối cùng cũng không có cự tuyệt, hai người nhanh chóng quán chú thiên lực luyện hóa, Giang Dật tại phụ cận đề phòng. Hai món đồ này chủ nhân đều đã chết, bên trong không có bất kỳ cái gì dấu ấn tinh thần, hao tốn hơn một canh giờ hai người nhẹ nhõm luyện hóa. Giang Dật khống chế mười mấy cái kiếm sát tộc hướng phía trước phóng đi, một đạo bạch quang hiện lên, mấy chục kiếm sát tộc biến mất tại phía trước một cái đen nhánh trong cửa hang, Giang Dật vung tay lên nói, đi. Ba người võ trang đầy đủ vọt lên phía trước trong lỗ đen, một đạo bạch quang hiện lên, ba người ra một cái hồ nhỏ dưới đáy, vừa xuất hiện ba người trên người lông tơ nổ lên, Kỳ Thanh Trần đôi mắt đột nhiên hướng bên trái quét qua, quát lớn, tránh mau. Vù vù, bên trái hai đạo bén nhọn tiếng xé gió lên, hai thân ảnh bay vụt mà đến, hai cây trường thương như hai đầu dao long đâm thẳng Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần, mà Giang Dật truyền tống tới kiếm sát tộc lại đã sớm toàn bộ bị phá hủy. Ông, Độc Linh trước tiên tiềm hành rời đi, Giang Dật trong tay Hỏa Long kiếm đột nhiên hướng một cây trường thương đánh xuống, từng đạo hồng quang gào thét mà đi, hắn thả ra sát khí. Phong quyển tàn vân, Kỳ Thanh Trần thả ra nàng phong hệ pháp tắc, bốn phía nước hồ lập tức lăn lộn không ngớt, từng đầu phong long ngưng tụ mà có mặt vòng quanh nước hồ hình thành từng đầu phong thủy long, hướng phóng tới mặt khác một cây trường thương bay tới. Hừ, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, trường thương không có bất kỳ cái gì dừng lại đột nhiên đánh vào Giang Dật Hỏa Long kiếm bên trên, một cỗ cự lực truyền đến, Hỏa Long kiếm trùng điệp bị đẩy ra, Giang Dật toàn bộ tay đều tê, cảm thụ không thể khống chế, đây là hắn trước tiên vận dụng huyền hoàng chi lực kết quả, nếu không toàn bộ xương cánh tay đều muốn đánh gãy. Kia thương súng tốc độ quá nhanh, đâm thẳng Giang Dật ngực mà đến, Kỳ Thanh Trần ngay tại bên người Giang Dật cũng không dám phóng thích lục sắc hỏa diễm. Trong lòng bàn tay hắn lục sắc quang mũi nhọn lóe lên, kinh khủng sóng nhiệt bao phủ ra, mặc dù không thể toàn bộ phóng xuất, nhưng dọa một chút người cũng có thể a. Quả nhiên, người kia trường thương run lên tại Giang Dật ngực đâm một cái, lập tức phi thân lui lại, trong mắt đều là kinh ý. Hỏa diễm lóe lên, bốn phía nước hồ từng mảnh bị bốc hơi, xương trắng bừng bừng, nhưng tầm nhìn càng kém, bất quá lờ mờ có thể thấy được Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần đều bị hung hăng đập bay ra ngoài. Phanh phanh, hai đạo tiếng vang lanh lảnh, Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần đồng thời cuồng phún một ngụm máu, thân thể cấp tốc bay ngược. Mặc dù cuối cùng tên kia phong vương cấp thu tay lại, trên người hắn có nguyên thủy linh khí chiến giáp, nhưng Giang Dật vẫn là thụ thương. Kỳ Thanh Trần thả ra phong hệ pháp tắc, đồng dạng không ngăn được cường giả kia một kích, giống như không phải Giang Dật cho nàng nguyên thủy linh bảo chiến giáp, đoán chừng giờ phút này ngực đều bị đâm xuyên. Độc Linh, lui, Giang Dật hiểu được tiềm ẩn thuật, có thể cảm ứng đạo Độc Linh vị trí, hắn phát hiện Độc Linh muốn đi hành thích vội vàng gầm thét. Độc Linh thân thể lóe lên hướng nơi xa lướt tới, đối với Giang Dật mệnh lệnh không có nửa điểm chất vấn. Hưu, xa xa hai người cấp tốc đuổi theo, đôi mắt băng lãnh như hai cái dữ tợn cự thú. Giang Dật hướng Kỳ Thanh Trần phương hướng bay đi, trong nháy mắt đưa nàng thu vào Hỗn Nguyên Châu bên trong, sau đó sừng sững trong hồ ánh mắt băng lãnh nhìn qua bay tới hai người, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi không sợ chết. Giang Dật trong tay hỏa diễm thoáng cái lấp lánh mà ra, thoáng cái thu nhập đi vào, bốn phía nước hồ từng mảnh bị bốc hơi, nồng đậm xương trắng cuồn cuộn mà lên, bốn phía phương viên ngàn trượng đều xuất hiện một cái chân không. Đối diện hai người dừng lại thân thể, đứng tại hơn 1000 trượng bên ngoài, có chút chần chờ bất định. Rất rõ ràng, Hai người này đều là đại gia tộc các công tử tiểu thư phong vương cấp hộ vệ, lưu tại cái này trong hồ nhỏ mục đích không cần nói cũng biết, liền là ngăn cản giống như Giang Dật loại người này vào tầng 2 tới. Chỉ cần giữ vững cái miệng này con, tựu không ai có thể đi vào, nhà bọn hắn công tử tiểu thư tựu an toàn. Mà lại cái miệng này tử không vẻn vẹn cửa vào, vẫn là lối ra, theo cái này ra ngoài sẽ không đi tầng thứ nhất, mà là trực tiếp truyền tống ra Diệt Ma Cung bên ngoài. Hai người không nghĩ tới Giang Dật hội vào đây, Giang Dật trước truyền tống mấy cái kiếm sát tộc vào đây là phi thường anh minh, nếu không ba người vừa xuất hiện sẽ lập tức bị công kích, liền lấy ra binh khí cơ hội phản ứng đều không có, có lẽ giờ phút này đều bị chấn thành bị thương nặng. Giang Dật hỏa diễm có thể thiêu chết phong vương cấp cường giả, bọn hắn chỉ có hai người, Giang Dật bên kia còn có một cái phong vương cấp, không bao giờ hai người có chút chần chờ bất định, chỉ có thể rằng co xuống tới. Đến mau rời khỏi, nếu không càng ngày càng nhiều cường giả hội vây giết tới. Giang Dật quyết định chú ý, con người nhất chuyển hắn thân tử không lui mà tiến tới, trong tay hỏa diễm thỉnh thoảng xuất hiện. Thiên Hàn Châu bên trong kiếm sát tộc liên tục không ngừng tuôn ra, hắn một bên phi hành, một bên quát lạnh nói, đã các ngươi không lùi, kia ta cũng chỉ có thể cùng các ngươi liều chết đánh một trận, tới đi, cho dù chết ta cũng muốn kéo lấy các ngươi cùng chết. Hiu hiu hiu, kiếm sát tộc đầy trời gào thét mà đi, Giang Dật trong tay hỏa diễm đổ xuống mà ra, một cỗ sóng nhiệt tràn ngập mà đi, tự liền bốn phía rất nhiều kiếm sát tộc đều dấy lên hừng hực liệt hỏa. Kia hai tên phong vương cấp cường giả bản năng khẽ giật mình, nhìn qua băng băng mà tới Giang Dật càng thêm chần chờ bất định. Vù vù, đúng lúc này, phía sau hai người đột nhiên truyền đến một đạo tiếng xé gió, hai người nhìn lại nhìn thấy đầy thiên đều là thân ảnh, tiềm hành độc linh trở về, thả ra phân thân thuật, mỗi một cái phân thân đều cầm chặt đầu thương, súng, phía trên nguyên thủy linh bảo khí tức phi thường dọa người, hai người bản năng kinh hãi, trước tiên thả ra công kích. Không đúng, hai người công kích nhẹ nhõm đem độc linh từng cái phân thân cho đánh sơ xác. Hai người đột nhiên bừng tỉnh nhìn lại, Giang Dật thân thể quả nhiên biến mất. Mà lại kiếm sát tộc bay đầy trời bắn, khắp nơi đều là ba động, căn bản là không có cách phán đoán Giang Dật hướng bên nào tiềm hành. Lui, tình huống không rõ, như là đã không cách nào khóa chặt Giang Dật, hai người tự nhiên không dám mạo hiểm. Vạn nhất Giang Dật tiềm hành tới phóng thích hỏa diễm sợ là muốn bị đốt sống chết tươi a. Hai người vừa đánh vừa lui, đem những cái kia kiếm sát tộc toàn bộ phá hủy, chờ hai người lấy ra thủy tinh thạch bốn phía dò xét lúc, cũng rốt cuộc tìm không thấy Giang Dật cùng độc linh thân ảnh. Đi bẩm báo Phong thiếu cùng Công Dương tiểu thư đi, hai người tìm tòi một lát không thu hoạch được gì, chỉ có thể bất đắc dĩ hướng nơi xa bay đi. Giang Dật tiến vào tầng thứ hai, tuyệt đối sẽ cùng Đao Phong Công Dương tiểu thư các nàng tao ngộ, hai người nhất định phải sớm đi bẩm báo. Chương 1619, đập phát chết luôn ngươi. Độc linh, tại tầng 2 ngươi đừng rời bỏ chúng ta quá xa, cái này tầng 2 khẳng định có không ít phong vương cấp cường giả. Những người kia trong tay đều có thủy tinh thạch, người một khi bị khóa định hẳn phải chết không nghi ngờ. Thoát đi hồ nhỏ, Giang Dật nhìn thấy độc linh muốn tiềm hành đi phụ cận dò xét vội vàng bàn giao đạo, độc linh nhẹ gật đầu nói ra, yên tâm đi, thiếu chủ, ta sẽ không mạo hiểm. Tầng thứ hai này xem ra phi thường lớn, địa hình trở nên rắc rối phức tạp, khắp nơi đều là núi hoang, liếc nhìn lại đều là quần sơn bao la, không nhìn thấy cuối cùng. Giang Dật phi bôn mấy trăm dặm, xác định không có người đuổi theo, đem Kỳ Thanh Trần tung ra ngoài. Cái sau sắc mặt có chút tái nhợt, mặt mũi tràn đầy uể oải nói ra, Giang Dật, ta vẫn cho là tại thiên tư của ta cùng thực lực đều xem như tuyệt đỉnh, lại không nghĩ rằng tới này tầm bảo không chỉ có giúp không được gì, ngược lại muốn kéo ngươi chân sau. Ha ha, Giang Dật nhếch miệng cười nói, ngươi có thể ý thức được điểm này, lần này tựu không uổng công. Chí ít trong lòng ngươi ngạo khí bị mài hết, đối với ngươi mà nói là một loại cực kỳ tốt lịch luyện. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, tại địa giới có lẽ chúng ta là tuyệt đỉnh thiên tài. Nhưng đối với thiên giới yêu nghiệt tới nói, chúng ta cũng không tính cái gì. Đúng vậy a, Kỳ Thanh Trần khẽ gật đầu, cũng không nói chuyện đi theo Giang Dật bôn tẩu. Giang Dật không có tiếp tục nhiều lời, một chút đạo lý cần chính mình đi cảm ngộ, Kỳ Thanh Trần chỉ cần có thể nghĩ thông suốt đạo lý này, một lần nữa tỉnh lại đối với nàng về sau đường lại có rất lớn trợ giúp. Lần này Thiên Hàn Quân Chủ không cùng đến, mà là để Kỳ Thanh Trần đến mạo hiểm, đoán chừng cũng là để nàng bị ta ngăn trở, ép một chút nàng trong khung ngạo khí. Hai người trầm mặc bôn tẩu, độc linh thỉnh thoảng phiêu trở về, xác định bốn phía an toàn. Tầng thứ hai rất lớn, bôn tẩu một canh giờ, vẫn không có tao ngộ bất luận kẻ nào, bất quá độc linh dò xét đến một cái kỳ dị địa phương. Có bảo vật, Kỳ Thanh Trần đôi mắt rốt cục sáng lên một tia thần thái, đi theo Giang Dật cùng độc linh hướng trái trước mới bay đi, rất nhanh đã tới một tòa thạch phong phía dưới, độc linh chỉ vào thạch phong ở giữa một cái sơn động nói, này sơn động có gì đó quái lạ, thiếu chủ tra xét rõ ràng thoáng cái. Ta đi phụ cận đề phòng. Giang Dật phất tay độc linh thối lui, Kỳ Thanh Trần không có mạo muội vào sơn động, mà là đứng xa xa nhìn. Lần này nàng học thông minh, muốn từ phụ cận trong dấu vết tìm kiếm một vài thứ. Sơn động quả nhiên có vấn đề, bởi vì cái này sơn động phi thường nhạt, một chút liền có thể xem thấu, nhưng cái sơn động này bên ngoài phong hô hô hướng bên trong thổi, phi thường cuồng bạo, phong tiến vào, nhưng không có ra. Sơn động nếu là bịt kín, phong là cần lưu thông, vậy cái này một điểm logic liền nói không đi qua, vì sao phong chỉ có tiến đi, lại không ra đâu. Kỳ Thanh Trần cẩn thận liếc mấy cái, cũng không có trong sơn động phát hiện có cấm chế vết tích, nàng học Giang Dật lấy ra một kiện binh khí ném vào, kết quả binh khí nhẹ nhõm bay vụt đi vào, còn đâm vào sơn động trên vách đá dựng đứng. Kỳ Thanh Trần xem không hiểu, không dám loạn động, chỉ có thể chờ đợi Giang Dật mở to mắt. Nhưng mà, Giang Dật trọn vẹn tại thạch phong phía dưới đứng gần nửa canh giờ, còn không có bất luận cái gì mở mắt dấu hiệu, lông mày của hắn một mực thật sâu nhăn lại, tựa hồ gặp khó để khốn trụ. Sau nửa canh giờ, Giang Dật mở mắt, trong mắt của hắn đều là hoang mang, lắc đầu nghi hoặc thì thào, không đúng, vẫn là không đúng, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra? Kỳ Thanh Trần có chút không đợi được kiên nhẫn, liên thanh hỏi, Giang Dật, cái này bảo vật chúng ta làm sao thu hoạch a, bảo vật ở đâu a? Bảo vật gì? Giang Dật kinh ngạc quay đầu tới, lập tức nở nụ cười khổ, ai nói đất kỳ dị tự nhất định có bảo vật, cái sơn động này một chút liền có thể xem thấu, vách đá không có bất cứ vấn đề gì, ở đâu ra bảo vật a? Kỳ Thanh Trần lửa nóng nội tâm như bị dội cho một gáo nước lạnh, trợn trắng mắt nói, không có bảo vật ngươi cảm ứng lâu như vậy. Nơi này mặc dù không có bảo vật, Giang Dật ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu hang đá, cảm khái nói, nhưng lại ẩn chứa một cái so với bình thường bảo vật vật càng quý giá, không phải cường đại phong hệ pháp tắc liền là đặc thù thần thông, chỉ tiếc chúng ta thời gian có hạn, không có thời gian lĩnh hội a. Pháp tắc thần thông? Kỳ Thanh Trần như có điều suy nghĩ, lập tức thúc giục nói, đi thôi, thời gian quý giá, đừng lãng phí ở chỗ này. Ở bên trong chỉ có một ngày thời gian, trong này quá tốt đẹp đại, ba người vào đây một chuyến chỉ là cho tới một viên dược thảo. Cái này mạo lên nguy hiểm tính mạng không đáng giá, Giang Dật nghĩ mang theo Kỳ Thanh Trần rời đi tiếp tục tìm kiếm bảo vật. Sau nửa canh giờ, Độc Linh đột nhiên nhẹ nhàng trở về, nhẹ giọng bẩm báo nói, thiếu chủ, bên kia có một cái tiểu thư, nàng hẳn là phát hiện trọng bảo, ngay tại bạo lực phá giải. Trọng bảo? Kỳ Thanh Trần đôi mắt sáng lên, Giang Dật lại có chút ngạc nhiên lẩm bẩm nói, tiểu thư. Hừ hừ, Kỳ Thanh Trần hừ lạnh một tiếng nói, đàn ông các ngươi a, đều là một cái dạng, nghe được mỹ lệ tiểu thư ở giữa tâm nhộn nhạo a. Nghĩ gì thế? Giang Dật im lặng sờ lên cái mũi, giải thích nói, có thể đi vào nơi này tiểu thư, có thể là người bình thường làm sao có thể một người một mình phá trận. A nha, Kỳ Thanh Trần có chút lúng túng cúi đầu xuống đi, nàng âm thầm cảm thấy không đúng, tựa hồ đi theo Giang Dật bên người đầu của nàng trở nên không hiệu nghiệm, chẳng lẽ là quá nhiều ỷ lại Giang Dật, sở dĩ đều chẳng muốn đi suy nghĩ cùng phân tích. Đi xem một chút, đối với thiên giới các công tử tiểu thư, Giang Dật không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Nếu như là một người, cái này trọng bảo hắn liền chuẩn bị đoạt. Độc Linh phi thường hiểu chuyện hướng bên cạnh tiềm hành mà đi, hắn biết rõ định vị của mình, Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần mang theo hắn đến, cũng không phải khiến hắn chiến đấu cùng tầm bảo, mà là để hắn dò xét tình huống, phụ trợ hai người. Dựa theo Độc Linh chỉ thị phương vị, Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần một đường lặng yên hướng phía trước bôn tẩu, hai nén nhang sau hai người đã tới chỗ cần đến, Độc Linh lần nữa bay ra, rất khẳng định nói ra, phương viên vạn lý không có bất kỳ người nào, bất quá vị tiểu thư kia hẳn là phong vương cấp cường giả. Đi thôi, Giang Dật vung tay lên, vụng trộm hướng phía trước tiếp tục tiềm hành, hai người đã ẩn ẩn có thể nghe được phía trước không ngừng truyền đến tiếng nổ. Lần nữa tiềm hành vài dặm, hai người phát hiện vị tiểu thư kia. Phía trước một ngọn núi, một người mặc màu da cam váy dài nữ tử đang không ngừng công kích sơn phong. Cái này hoàng quần nữ tử tuổi không lớn lắm, dáng dấp phi thường mỹ mạo, không kém gì Kỳ Thanh Trần, khí chất của nàng phi thường đặc thù, toàn thân đều để lộ ra một cỗ uể oải khí tức, giờ khắc này ở công kích sơn phong, lại cảm giác giống như đang ngồi ở chính mình hậu viện, phất tay xua đuổi không chung con muỗi. Trong tay nàng cầm một cái màu bạc trường cung, chậm ung dung không ngừng kéo cung, bắn ra từng đạo lưu quang đánh vào ngọn núi bên trên. Ngọn núi kia quang mang lấp lánh không ngớt, rõ ràng có cường đại cấm chế. Cấm chế bên trên truyền đến kinh khủng uy áp, để ở xa hơn 10 dặm bên ngoài hai người đều có chút khí muộn, chấn thiên tiếng oanh minh, cũng chấn động đến hai người màng nhĩ đau nhức. Phong vương cấp cường giả, cái kia thanh cung cũng là nguyên thủy linh bảo, trên người váy khẳng định cũng không phải phàm phẩm. Giang Dật liếc mấy cái lập tức kết luận người này tuyệt đối là thiên giới đại gia tộc tiểu thư, trẻ tuổi như vậy lại đạt tới phong vương cấp, một thân bảo vật, không có mang một tên hộ vệ, thần thái như thế nhàn nhã, điều này nói rõ nàng phi thường có lực lượng, chí ít có được năng lực tự bảo vệ mình. Giang Dật, đoạt không đoạt? Kỳ Thanh Trần nhìn mấy lần xa xa sơn phong, phi thường khẳng định bên trong tuyệt đối có trọng bảo, chỉ là đối diện cũng là một nữ tử, cái này khiến nàng có chút không hạ thủ được. Giang Dật còn chưa lên tiếng, xa xa vị tiểu thư kia đột nhiên ngừng công kích, thản nhiên quay đầu, một đôi trắng đen rõ ràng con ngươi đầu tới, ngăn cách hơn 10 dặm, phi thường chính xác khóa chặt tiềm phục tại cự thạch sau Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần. Khóe miệng nàng lộ ra một tia nhàn nhạt vẻ đùa cợt, thanh linh thanh âm vang lên, đoạt chỉ bằng các ngươi, ngươi chính là Giang Dật, ngươi tin hay không bản tiểu thư đập phát chết luôn ngươi. Cắt chương 1620, Kha Lộng Ảnh, dây ngươi. Nghe được cái này trần trụi nhục nhã lời nói, Giang Dật sắc mặt dây lát biến, một tiểu nha đầu ngữ khí như thế cuồng lúc đầu hắn thấy là cái mềm mại đáng yêu thiếu nữ, nội tâm căn bản cũng không có lên cướp đoạt chi tâm, giờ phút này nghe được câu này ngược lại nổi giận. Hừ, hắn còn không có phát tác, bên cạnh Kỳ Thanh Trần đôi mắt chuyển sang lạnh lẽo trùng điệp hừ lạnh một tiếng, đoạt không đoạt là nàng nói, sự tình là nàng đưa tới, tiểu thư này muốn nhục nhã Giang Dật nàng tự nhiên không làm. Đương nhiên chủ yếu hơn chính là nội tâm của nàng ngông nghênh, còn có mỹ nữ đối với mỹ nữ trời sinh bài xích để nội tâm của nàng cực kỳ không thoải mái, giống như tiểu thư này khẩu khí chẳng phải cuồng có lẽ nàng sẽ không nói cái gì, lập tức cười lạnh tranh phong tương đối nói ra, vị tiểu thư này khẩu khí thật là lớn, nếu không ngươi dây ta một cái thử một chút. Ông, Kỳ Thanh Trần còn chưa nói xong, đối diện váy vàng tiểu thư trong tay ngân cung phát sáng lên, so vừa rồi sáng lên mấy lần, một cỗ cuồng bạo khí thức theo cung bên trong truyền ra, Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần sắc mặt triệt để đại biến. Bởi vì cái này cung không phải nguyên thủy linh bảo, mà là đạo thiên linh bảo. Hưu, một đạo màu bạc lưu quang theo trên cung bắn ra, lưu quang không có chia ra nghìn vạn đạo, vẻn vẹn một đạo, nhưng cái này một đạo lại so ngàn vạn đạo càng kinh khủng. Như một đầu cá kiếm đột nhiên theo bình tĩnh trong hồ nước bắn ra, tạo nên đạo đạo liên y, không gian xuất hiện từng đạo khe hở, nương theo lấy ngân sắc lưu quang phóng tới, bốn phía không gian từng mảnh vỡ ra, xuất hiện giống như mạng nhện vết rách, kia lưu quang mới vừa rồi còn tại ngàn trượng bên ngoài, thoáng qua đã tới Kỳ Thanh Trần mặt trước đó. Giang Dật tại lưu quang xuất hiện thời khắc tự kịp phản ứng, hắn lấy ra Hỗn Nguyên Châu muốn đem Kỳ Thanh Trần thu vào đi, nhưng Kỳ Thanh Trần lại kháng cự, không muốn đi vào không gian thần khí bên trong, hắn chỉ có thể nghiêm nghị quát lớn, Thanh Trần, khác đừng kháng cự, tin tưởng ta. Thời khắc cuối cùng Kỳ Thanh Trần lựa chọn tin tưởng Giang Dật, có lẽ là trong khoảng thời gian này nàng quen thuộc nghe theo Giang Dật mệnh lệnh, thân thể của nàng hóa thành lưu quang biến mất tại Hỗn Nguyên Châu bên trong. Quả nhiên, không ra Giang Dật ngoài ý liệu, một cỗ kinh khủng sát cơ cuốn tới, Giang Dật nội tâm hiện lên một cỗ nguy hiểm chí mạng, Kỳ Thanh Trần biến mất, cái kia đạo lưu quang tự khóa chặt hắn công kích. Hắn không có đào tẩu, coi như bỏ chạy chân trời góc biển cái này lưu quang cũng sẽ đánh trúng hắn, mà lại lưu quang tốc độ quá nhanh, căn bản là không có cách đào tẩu, hắn chỉ có lựa chọn ngạnh kháng. Hỏa Long Kiếm, xem ngươi. Giang Dật nội tâm sau cùng hy vọng liền là Hỏa Long Kiếm, năm đó hắn dựa vào Hỏa Long Kiếm chặn Bắc Đế một thương. Lần này giống như Hỏa Long Kiếm bị đánh nát, hắn coi như mặc bạch ngọc giáp, nhục thân cường đại hơn 100 lần, cuối cùng cũng sẽ bị tươi sống đánh giết. Hưu, hắn đôi mắt băng lãnh như dã thú, khóa chặt trước mới bay bắn mà đến ngân sắc lưu quang, vung lên Hỏa Long Kiếm đột nhiên đánh xuống, kia Hỏa Long Kiếm cùng ngân sắc lưu quang đụng vào nhau. Ầm, một đạo trầm muộn tiếng va chạm vang lên, Giang Dật đôi mắt sáng lên, Hỏa Long Kiếm không có vỡ nứt, bất quá lại bị một cỗ cự lực trong nháy mắt đập bay, cánh tay của hắn xương cốt đứt thành từng khúc. Toàn bộ cánh tay phải đều phế đi, thân thể của hắn bị đập ầm ầm lui, nhưng chỉ là lui ngàn trượng cái kia đạo lưu quang lại bắn tới như chớp, hung hăng đánh vào trên lồng ngực của hắn. Giang giác, bạch ngọc giáp không có vỡ, Giang Dật tinh tường lại nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm, tựa như gương đồng bị đánh nát, toàn bộ ngực toàn bộ xương vỡ vụn, nội tạng cũng bị đánh rách tả tơi. Hắn cuồng phún một ngụm máu tươi, một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến, hai mắt tối sầm kém chút trực tiếp ngất đi. Không thể hôn mê ta tự hẳn phải chết. Một cỗ chấp niệm hiện, Giang Dật cứng rắn thừa dịp không có ngất đi, thân thể của hắn trùng điệp nện ở nơi xa một tòa thạch phong bên trên, đem kia thạch phong cho nện đến vỡ nát. Cuối cùng hắn trên mặt đất lộn mười mấy cái giới, đau đến bắp thịt toàn thân tại co rúm, trong miệng tiên huyết tuôn ra, trong lỗ mũi chỉ có vào khí, không có ra khí. Xa xa váy vàng thiếu nữ chậm chậm bay tới, đứng cách Giang Dật phía trước ngàn trượng một tòa thạch phong sơn, nàng lạnh lùng quét Giang Dật vài lần, trong con ngươi lộ ra một tia kinh ngạc. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn có chút mở ra, thì thào một tiếng, thế mà không chết. Càng làm cho nàng kinh dị sự tình phát sinh, Giang Dật cả người xương cốt gần như làm vỡ nát, nhưng giờ phút này lại giãy giụa bò lên, hắn thân thể mỗi lần động một lần, toàn thân đều sẽ run rẩy kịch liệt, hắn khuôn mặt đã hoàn toàn bóp méo, nhưng cuối cùng vẫn là mạnh mẽ bò lên. Toàn thân hắn đều tại co rúm, thời khắc nhìn hồi ngã xuống, nhưng hắn kiệt ngạo bất tuần con ngươi nhìn chằm chằm váy vàng thiếu nữ, nhúc nhích còn tại tuôn ra tiên huyết bờ môi. Phát ra một tiếng yếu ớt không thể nghe thấy thanh âm, đạo thiên linh bảo thiên giới hào môn quả nhiên giàu có. vị tiểu thư này, người không phải muốn dây ta sao, ha ha, còn giống như kém chút. Giang Dật thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng là váy vàng thiếu nữ thế nhưng là phong vương cấp cường giả, nghe được rõ ràng. Sắc mặt nàng ngược lại là không có một tia biến ảo, ánh mắt nhìn về phía nơi xa cắm ở trên một ngọn núi Hỏa Long Kiếm, nhàn nhạt nói ra, đạo thiên linh bảo ngươi không phải cũng có sao, ngươi thanh kiếm này giống như không phải đạo thiên linh bảo vừa rồi khẳng định nát, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Dật Hỏa Long Kiếm chặn bộ phận lực đạo, giống như thanh kiếm này chịu không được trong nháy mắt bạo liệt, Giang Dật tuyệt đối sẽ bị tươi sống đánh giết. Một người giống như bắp thịt toàn thân xương cốt nội tạng đều bị chấn thành thịt nát, thần hạch kinh mạch cũng bị chấn vỡ, vậy coi như lại cường đại, cũng sẽ trong nháy mắt chết đi. Muốn giết tự động thủ đi, Giang Dật chật vật tiếp tục mở khẩu nói, Giang mỗ giết các ngươi người của thiên giới, các ngươi muốn báo thù, Giang mỗ không một câu oán hận. Bất quá ta hai người đồng bạn không có giết các ngươi một người, mời tiểu thư thả các nàng một con đường sống. Ngươi giết người của thiên giới, cùng ta có liên can gì? Tiểu thư kia trả lời để Giang Dật rất là kinh dị, nàng thế mà không có động thủ, mà lại liền Hỏa Long Kiếm đều không cướp đoạt, ngược lại người nhẹ nhàng hướng tòa kia có được cấm chế sơn phong bay đi, cuối cùng truyền đến một câu, các người muốn cướp đoạt của ta bảo vật, ta mới ra tay công kích, người có thể cản ta một kích không chết, xem như thanh toán xong. Ta gọi Kha Lộng Ảnh, về sau ngươi nếu muốn báo thù, chỉ bằng đi thiên giới lân vực tìm ta. Ây, Giang Dật đầy mắt kinh ngạc. Thiên giới công tử tiểu thư không phải đều rất bá đạo ngang ngược sao, cái này Kha Lộng Ảnh làm sao như vậy giảng đạo lý, mà lại nàng đều nói Hỏa Long Kiếm là đạo thiên linh bảo, thế mà không động tâm nghĩ, nàng tới đây không phải là vì đoạt bảo sao. Hưu, Độc Linh nhẹ nhàng tới, trong tay cầm Hỏa Long Kiếm, nhìn xem đầy mắt kinh ngạc Giang Dật một câu không nói đem hắn thu nhập không gian thần khí liền chạy. Vừa rồi hắn liền tại phụ cận, nhưng Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần cũng đỡ không nổi hắn ra cũng là chết. Hắn phi thường tin tưởng chức trách của mình, vô cùng tỉnh táo, đây mới là đỉnh cấp thích khách vốn có tố dưỡng. Rầm rầm rầm, bên kia Kha Lộng Ảnh tiếp tục công kích tòa kia đại sơn, cưỡng ép phá cấm chế, tại Độc Linh xuất hiện thời điểm nàng ánh mắt hướng bên này nhìn lướt qua, cuối cùng không có bất kỳ cái gì cử động, tiếp tục công kích cấm chế. Địa giới đệ nhất thiên tài không gì hơn cái này, công kích một trận, Kha Lộng Ảnh dừng lại, khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt, than nhẹ, bất quá phần này cốt khí ngược lại là khó được, so với cái kia phế vật công tử mạnh hơn rất nhiều. Giang Dật, ngươi nếu có thể còn sống rời đi Diệt Ma Cung, về sau có thể đi thiên giới lời nói, bản tiểu thư tự hướng lân hậu đề cử ngươi, ban thưởng ngươi một cái cẩm tú tiền đồ. Chương 1621, cổ thi. Giang Dật thương thế khôi phục thật nhanh, thần thụ diệp có được phi thường cường đại chữa thương năng lực, không thể so với vạn giới đấu pháp cái kia hạc liệng chênh lệch. Vẻn vẹn nửa canh giờ, tại thần thụ diệp trị liệu phía dưới, thương thế của hắn tự toàn bộ tốt. Tại Độc Linh đem hắn phóng xuất về sau, hắn lại đem Kỳ Thanh Trần đem thả ra, nghe Giang Dật giảng tố chiến đấu đi qua về sau, Kỳ Thanh Trần lần nữa trầm mặc. Lần này nàng trong khung ngạo khí triệt để bị đánh tiêu tan, Kha Lộng Ảnh niên kỷ không thể so với nàng đại, nhưng chiến lực tuyệt đối so Du Thiên Vương mạnh lên một bậc, mà lại Kha Lộng Ảnh còn không có toàn lực xuất thủ, ai biết nàng chân thực chiến lực mạnh bao nhiêu. Kha Lộng Ảnh là đại gia tộc tiểu thư, một thân bảo vật, nhưng không nên quên Kỳ Thanh Trần đồng dạng xuất thân hào môn. Thế giới này vốn là không công bằng, không bình đẳng. Bất luận cái gì nguyên nhân, chiến lực mạnh mẽ liền là chiến lực mạnh, nàng một cái thiên giới đỉnh cấp tiểu thư, một người độc thân tới này, bản thân liền có thể nói rõ bất phàm của nàng. Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần đối với cái này Kha tiểu thư cũng không có quá nhiều hận ý, mặc dù hai người cũng không định cướp đoạt nàng bảo vật, nhưng ít ra Kỳ Thanh Trần nói đoạt vẫn là không đoạt, đối phương hiểu lầm phía dưới xuất thủ giáo huấn hai người một trận cũng là bình thường. Giang Dật có thể chống được một kích kia, đối phương không có tiếp tục truy đến cùng, không có cướp đoạt hắn Hỏa Long Kiếm, đây là khó được phẩm hạnh. Kha Lộng Ảnh, giống như có cơ hội, ta nhất định đi thiên giới báo một tiếng này mối thù. Bị thương Giang Dật cũng sẽ không ghi hận, Kha Lộng Ảnh kia cư cao lâm hạ xem thường lại đâm bị thương hắn tự tôn, nội tâm của hắn âm thầm phát thệ, có cơ hội nhất định muốn tìm về cái này chàng tử. Độc Linh tiếp tục dò xét, Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần hai người trầm mặc bôn tẩu. Giang Dật trong khung ngạo khí bị cái này Kha tiểu thư mài hết, phát thệ muốn đi thiên giới báo thù kia là bản thân an ủi, nội tâm khó tránh khỏi có chút tinh thần sa sút cùng uể oải. Hành tẩu bên trong, hắn lặp đi lặp lại suy tư một số việc, đoạn thời gian trước hắn còn giáo huấn Kỳ Thanh Trần, kỳ thật hắn không có phát hiện chính mình gần nhất trở nên có chút kiêu căng. Diệt sát Du Thiên Vương, đại náo Bạch Hà Thành, tăng thêm trước đó không lâu tại Diệt Ma ngoài cung mặt thiêu chết một tên phong vương cấp cường giả, để hắn cho là mình thực lực thật đạt tới phong vương cấp, có thể quét ngang Diệt Ma các bên trong sở hữu cường giả. Hoang hỏa có một đại đoàn, tràn đầy toàn bộ Hỏa Linh Châu, hắn có mấy cái hỗn độn châu có thể không ngừng luyện chế hỏa diễm ra dung hợp. Bằng vào dung hợp hỏa diễm, thật sự là hắn có thể thiêu chết phong vương cấp cường giả. Nhưng phong vương cấp cũng có phân chia mạnh yếu, công tử tiểu thư không hoàn toàn là bao cỏ, Kha Lộng Ảnh cho hắn lên bài học, để hắn hiểu được hắn tại Diệt Ma Cung nội cũng không phải là vô địch tồn tại. Mà lại, hỏa diễm trung quy là ngoại vật, hoang hỏa luôn có sử dụng hết kia một ngày, mượn nhờ ngoại lực đây không phải là hắn chân thực chiến lực. Các loại chờ hoang hỏa không có, hắn còn có thể diệt sát phong vương cấp sao, đứng đấy cho hắn giết đều giết không chết a. Giang Dật đôi mắt càng phát yên lặng, Kỳ Thanh Trần một đường trầm mặc không nói, hai người đều đang yên lặng điều chỉnh tâm tính, bản thân tỉnh lại. Cứ như vậy đi lại 4-5 cái canh giờ, lại Độc Linh lại phiêu sau khi trở về, hai người mới thức tỉnh tới. Độc Linh chắp tay bẩm báo nói, thiếu chủ, thượng tướng quân, phát hiện một cái kỳ dị địa phương, hẳn là có bảo vật. Bảo vật, Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần liếc nhau, hai người khóe miệng đều lộ ra một tia đắng chát, cho dù có đạo thiên linh bảo đoán chừng hai người giờ phút này không hưng phấn nổi. Bất quá đã có bảo vật kia cũng nên đi xem một chút, hai người đi theo Độc Linh hướng phía trước đi đến. Hai nén hương sau đã tới một cái trong hạp cốc, cái này hẻm núi rất tĩnh mịch, bên trong một mảnh đen như mực, căn bản xem thường bên trong có cái gì. Giang Dật đứng tại hẻm núi bên ngoài cảm ứng thoáng cái, ánh mắt sáng lên nói, trong này quả nhiên có bảo vật. Độc Linh không cần phân phó hướng bên cạnh tiềm hành mà đi, Kỳ Thanh Trần cảm ứng thoáng cái gật đầu nói, bên trong có một loại ba động kỳ dị, cái này ba động rất là kỳ quái, không giống như là cấm chế ba động, đến cùng là cái gì đây? Vào xem chẳng phải sẽ biết sao. Giang Dật thả ra mấy trăm kiếm sát tộc mở đường, nhanh chân hướng bên trong đi đến, tốc độ của hắn rất chậm, con mắt một mực nhắm lại, tại thiên nhân hợp đồng trạng thái dưới tinh tế cảm ứng tình huống chung quanh. Càng hướng phía trước hành tẩu, ba động càng lúc càng lớn, kiếm sát tộc kéo một đầu dây dài, một đường không có tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào cùng xúc động bất kỳ cấm chế gì. Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần tại kiếm sát tộc bên trong vây quanh, ngược lại là an toàn vô cùng. Đi lại vài dặm, Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần rốt cuộc tìm được ba động đầu nguồn. Kia là một cái giống như trống thạch đầu, trên tảng đá có giọt nước dưới, mỗi lần giọt nước nhỏ tại trên tảng đá, kia thạch đầu liền sẽ hơi chấn động một chút, bốn phía không gian lại có nhàn nhạt ba động. Cái này thạch đầu là bảo vật sao? Kỳ Thanh Trần nhìn vài lần, phát hiện thạch cổ cùng phía dưới vách đá là nối liền, hơi nghi hoặc một chút nhìn qua Giang Dật nói. Thạch đầu không phải bảo vật, người xem trong viên đá ở giữa đều có một cái hố nhỏ, nước chảy đá mòn, nếu như là bảo vật cái này thạch đầu làm sao có thể bị giọt nước mặc, bất quá cái này thạch đầu hẳn là phi thường cứng rắn, nhỏ nhiều năm như vậy vẻn vẹn xuất hiện một cái hố nhỏ. Giang Dật lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía chậm rãi nhỏ xuống giọt nước, theo hướng lên trên mặt nhìn lại, kia nước là theo một cái thạch nhũ bên trên rơi xuống, phía trên là một khối to lớn thạch đầu, nước hẳn là theo viên đá nội bộ chảy ra. Nước này có vấn đề. Giang Dật đôi mắt trở nên lăng lệ, Kỳ Thanh Trần lấy ra một cái trung phẩm thần khí hướng phía trước chậm chạp thăm dò qua, muốn nhìn một chút nước này đến cùng có cái gì chỗ huyền diệu. Đừng nhúc nhích, Giang Dật quát lớn, Kỳ Thanh Trần tay run lên, kinh nghi quay đầu nhìn một cái nói, thế nào ta lại không đưa tay tới. Lui ra phía sau, Giang Dật nói một tiếng, chờ Kỳ Thanh Trần lui ra phía sau, hắn khống chế một cái kiếm sát tộc duỗi ra một cái như kiếm cánh tay hướng giọt nước tới gần. Tích đáp, giọt nước nhỏ tại kiếm sát tộc trên lưỡi kiếm, để Kỳ Thanh Trần hoảng sợ sự tình phát sinh, giọt nước hướng bốn phương tám hướng rơi xuống nước, phân bắn ra mười mấy cái bọt nước nhỏ. Phàm là bị bọt nước nhỏ tung tóe đến kiếm sát tộc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ăn mòn, một giọt nho nhỏ giọt nước liền có thể hủy đi một cái kiếm sát tộc, một cái nháy mắt ở giữa mười mấy cái kiếm sát tộc toàn bộ bị hủy diệt. Cái này, đây rốt cuộc là thứ gì? Kỳ Thanh Trần nhìn qua phả ra khói xanh kiếm sát tộc, hít vào mấy cái hơi lạnh, khủng bố như thế giọt nước nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mặc dù trên người nàng mặc nguyên thủy linh bảo chiến giáp, nhưng giống như bị giọt nước bắn lên, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì mời. Phía trên, Giang Dật nhìn qua phía trên cự thạch, lạnh giọng nói ra, cái này cự thạch bên trong có kinh khủng tồn tại, cái này giọt nước không phải phổ thông giọt nước, mà là thi nước, ta cảm nhận được một tia thi khí. Cự thạch nội ứng nên phong ấn một cỗ cường đại cổ thi, có lẽ là trí cường giả thi thể, có lẽ là kinh khủng cổ thú thi thể. Thi nước, Kỳ Thanh Trần sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, nữ nhân mặc kệ lại cường đại, đối với thứ này đều sẽ bản năng sợ hãi. Trong thi thể chảy ra thi nước đều như thế kinh khủng, cái này cổ thi nên có bao nhiêu cường đại. Giang Dật, chúng ta đi thôi. Kỳ Thanh Trần rụt rè nhìn qua trên không cự thạch nói, nàng đối với bảo vật cũng không có hứng thú quá lớn, chớ nói chi là một cỗ cổ thi. Giang Dật không nhúc nhích, lần nữa nhắm mắt lại, tại thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới tinh tế cảm ứng. Cũng không phải là hắn tham luyến bảo vật, cũng sẽ không vì bảo vật không để ý Kỳ Thanh Trần chết sống cùng sợ hãi, mà là hắn vừa rồi cảm ứng được một tia ba động kỳ dị. Kia ba động không phải giọt nước nhỏ xuống lúc phát ra, mà là phía trên cự thạch đột nhiên truyền đến. Đang chấn động truyền đến lúc, trái tim của hắn đột nhiên co rụt lại, toàn thân huyết dịch gia tốc, mà lại. Thứ 9 khỏa tinh thần bên trong huyền hoàng chi lực lại có ta bạo động. 1 nén nhang, 2 nén hương, 3 nén hương, Giang Dật đôi mắt đột nhiên mở ra, như 2 vòng rượu nhật để Kỳ Thanh Trần không dám nhìn thẳng, hắn nhìn chằm chằm phía trên cự thạch, trên mặt đều là chấn kinh ngạc, bờ môi hơi động một chút phun ra mấy chữ, đúng là lực thần nhất tộc chí cường giả thi thể, khó trách như thế bá đạo. Chương 1622, Hoàn Mỹ Nhục Thân. Lực thần nhất tộc, Kỳ Thanh Trần kinh ngạc nhìn Giang Dật một chút, lập tức đôi mắt nhất chuyển nhớ tới cùng một chỗ sự tình, không chịu nổi nội tâm hiếu kỳ hỏi, Giang Dật, ta vẫn có nghi vấn, đoán chừng rất nhiều người cũng đang hoài nghi, ngươi có phải hay không có thể tu luyện lực thần quyết? Vô số cường giả kỳ thật đều tại ngờ vực vô căn cứ chuyện này, dù sao có thể làm cho nhục thể trong nháy mắt cường đại nhiều như vậy lần, chỉ có lực thần nhất tộc công pháp có thể giải thả. Nhưng Giang Dật hình thể cùng lực thần nhất tộc cách biệt quá xa, mà lại lực thần nhất tộc diệt tuyệt nhiều năm như vậy, là không thể nào có thường nhiệt lưu lại. Giờ phút này Giang Dật cảm ứng được phía trên cổ thi là lực thần nhất tộc, Kỳ Thanh Trần mới có câu hỏi này. Giang Dật mỉm cười gật đầu, cũng không có giấu giếm Kỳ Thanh Trần, người đoán không lầm, việc này giúp ta giữ bí mật. Kỳ Thanh Trần cảm thấy ngoài ý muốn, bản năng kinh hô lên, chẳng lẽ người thật là lực thần nhất tộc, nghĩ gì thế? Giang Dật trợn trắng mắt nói, phụ thân ta là một người giới tiểu nhân vật, mẫu thân là Mỹ Ảnh tộc, ta làm sao có thể là lực thần nhất tộc, ta bộ dáng này giống như sao? Nha, đúng, Kỳ Thanh Trần tỉnh ngộ lại, như xem quái vật nhìn xem Giang Dật, kinh dị nói ra, Giang Dật, bí mật trên người của ngươi quả nhiên nhiều, trong lịch sử thiên giới địa giới có vô số thiên tài đều nghiên cứu qua lực thần quyết. Nhưng không có người nào có thể tu luyện, ngươi đến cùng là thế nào tu luyện? Ngươi muốn học không?